Bất bại chiến thần, vạn thế chiến thần, Dương Thanh. Tập 7. Kẻ ngông cuồng lớn mật. Vẻ mặt Dương Hướng Minh kiêu ngạo. Cho dù bây giờ tất cả sản nghiệp của gia tộc đều bị công kích, ông ta vẫn kiêu ngạo như vậy. Tiền Bưu vẫn thản nhiên nhìn Dương Hướng Minh, chỉ là trong lòng cảm thấy thương thay cho nhà họ Dương ếch ngồi đáy giếng. Bọn họ hoàn toàn không biết mình đắc tội người nào. Nếu đã vậy, chúc nhà họ Dương bình an, tôi đi đây. Tiền Bưu chắp tay nói, ông ta đã sớm trả lại gấp mấy lần ơn cứu mạng của nhà họ Dương. Sau này sống chết của người nhà họ Dương không liên quan tới ông nữa. Dương Hướng Minh hơi híp mắt, ánh mắt ông ta hiện lên ý muốn giết người nồng đượm. Ông ta vung tay lên, hơn 10 cao thủ nhà họ Dương lập tức chặn ở cửa. Tiền Bưu khẽ nhíu mày, xoay người nhìn Dương Hướng Minh, ông chủ Dương, ông làm vậy là có ý gì? Nhà họ Dương đâu phải là nơi cậu có thể muốn tới thì tới, muốn đi thì đi chứ. Vẻ mặt Dương Hướng Minh tàn nhẫn, không hề có chút tình cảm nào, nếu không nhờ có tôi, cậu đã chết từ 8 năm trước rồi. Tôi đã cứu mạng cậu, bất kể cậu làm bao nhiêu cho nhà họ Dương, mạng của cậu đều là của tôi. Ánh mắt Tiền Bưu trở nên sắc bén, ông chủ Dương, ông không định để tôi ra đi trong hòa bình sao? Ngoài trả ơn cứu mạng, Tiền Bưu không hề có tình cảm gì với nhà họ Dương. Dương Hướng Minh lạnh lùng nói, bây giờ tôi cho cậu hai con đường. Thứ nhất, cậu tiếp tục làm việc cho nhà họ Dương, tôi sẽ không bạc đãi cậu. Thứ hai, cậu chết ở nhà họ Dương. Ông chủ Dương, chắc hẳn ông hiểu rõ, chỉ nhà họ Dương nhỏ bé của ông không thể giữ được tôi. Tiền Bưu thản nhiên nói, không hề sợ hãi. Dương Hướng Minh cười giễu cợt, thời buổi này, giỏi võ cỡ nào cũng không nhanh bằng viên đạn. Ông ta vừa dứt lời, mười mấy cao thủ nhà họ Dương đang bao vây Tiền Bưu đều đồng loạt rút súng lục giấu trong áo vest ra, chĩa thẳng vào đầu Tiền Bưu. Dường như chỉ cần Dương Hướng Minh ra lệnh, bọn họ có thể lập tức giết chết Tiền Bưu. Nhìn thấy cảnh này, mặt Tiền Bưu càng lạnh hơn. Mặc dù ông ta biết Dương Hướng Minh rất tàn nhẫn nhưng không ngờ, mình đã làm bao nhiêu việc cho nhà họ Dương, bây giờ muốn rời đi, nhà họ Dương lại đối xử với ông ta như vậy. Lần đầu tiên, ông ta có ý định giết người nhà họ Dương. Đồ ăn cháo đá bát, ông chủ cứ giết ông ta là được rồi, còn bảo ông ta lựa chọn làm gì. Ông ta tưởng mình có chút thực lực thì có thể xem thường nhà họ Dương à. Đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết, ông ta chỉ là một con chó của nhà họ Dương còn muốn cắn chủ, thứ không biết điều. Người nhà họ Dương đều chửi mắng Tiền Bưu, thậm chí trong đó còn có rất nhiều người từng được Tiền Bưu cứu mạng. Nhưng vào lúc này, không một ai nói giúp cho Tiền Bưu, ngược lại chỉ có những lời sỉ nhục. Vẻ mặt Tiền Bưu vô cảm, bình tĩnh nói, những năm gần đây, Tiền Bưu tôi đi theo ông đã làm không ít chuyện xấu. Lẽ ra tôi phải chết từ 8 năm trước. Giờ sống thêm 8 năm cũng coi như tôi đã có lời. Chết với tôi có gì đáng sợ chứ? Ông ta vừa dứt lời lại giang hai cánh tay ra, nếu ông bảo tôi chọn, vậy tôi chọn con đường thứ hai, con đường chết. Lúc này, ông ta không sợ hãi, cũng không hối hận. Những năm gần đây, người ngoài thấy ông ta vô cùng vẻ vang, nhưng trên thực tế chỉ có ông ta mới hiểu trong lòng mình đau khổ, dày vò tới mức nào. Đối với ông ta, chết mới là sự giải thoát. Dương Hướng Minh vốn chỉ muốn ép Tiền Bưu tiếp tục làm việc cho nhà họ Dương, nhưng không ngờ ông ta hoàn toàn không muốn ở lại, chỉ mong được chết. Tiền Bưu, cậu còn trẻ, đời còn dài. Chỉ cần cậu ở lại nhà họ Dương, cậu muốn gì mà chẳng được, sao phải chọn con đường chết chứ? Dương Hướng Minh không cam lòng, muốn cố thuyết phục Tiền Bưu. Nếu chưa gặp Mã Siêu, có lẽ ông ta sẽ lựa chọn ở lại nhà họ Dương. Nhưng bây giờ bọn họ đã phát hiện ra ông ta còn sống, ông ta còn mặt mũi nào sống tiếp nữa. Ông chủ Dương, tôi đã quyết rồi. Một là ông thả tôi đi, hai là giết tôi, Tiền Bưu thản nhiên nói. Giờ phút này, Tiền Bưu cực kỳ phóng khoáng, không vướng bận gì, chỉ mong được chết. Ngay cả Dương Hướng Minh cũng hơi kinh ngạc, thật sự không hiểu tại sao Tiền Bưu luôn nghe lời ông ta lại thay đổi như vậy. Ông ta có thể cảm nhận được Tiền Bưu thật sự muốn chết. Nếu cậu đã muốn đường chết, vậy tôi sẽ cho cậu được như ý. Dương Hướng Minh đột nhiên thở dài, không hề thấy thoải mái như trong tưởng tượng. Dù sao sự huy hoàng của nhà họ Dương cũng có một nửa công lao của Tiền Bưu. Nhưng chính vì Tiền Bưu mạnh, mới khiến ông ta không ngừng phát triển gia tộc mà chẳng hề e ngại, bởi vậy đắc tội rất nhiều người. Một khi tin tức Tiền Bưu rời đi bị truyền ra,
rất nhiều thế lực sẽ tới tìm nhà họ Dương báo thù. Cho nên bất kể thế nào, ông ta đều không thể để cho Tiền Bưu rời đi được. Sau khi Tiền Bưu chết rồi, chỉ cần tin tức không truyền ra ngoài thì những kẻ thù kia sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đúng lúc này, một chiếc xe Phaeton màu đen chậm rãi đỗ trước cửa nhà họ Dương. Hai chàng thanh niên bước ra khỏi xe. Một người đàn ông vạm vỡ đang cầm ô che mưa cho chàng thanh niên có vóc dáng cân đối. Nhà họ Dương thật náo nhiệt. Dương Hướng Minh đang định ra lệnh, một giọng nói trêu tức đột nhiên vang lên. Sau đó hai chàng thanh niên một bước một sau bước vào. Tất cả người nhà họ Dương đều nhìn về phía hai người. Khi Tiền Bưu thấy hai người kia, mặt lại biến sắc. Bởi vì ông ta đã nhận ra người đàn ông đang cầm ô chính là Mã Siêu mà ông ta mới gặp cách đó không lâu. Cậu thanh niên mà ngay cả cao thủ đã từng có danh hiệu vua bóng đêm như ông ta còn không phải là đối thủ, lại đang che ô cho một cậu thanh niên khác. Trong nháy mắt, trong đầu Tiền Bưu chợt nhớ tới người mà Mã Siêu đã nhắc tới lúc trước. Tướng quân biên giới phía Bắc. Dương Thanh mới vào biên giới phía Bắc được 5 năm, mà Tiền Bưu đã rời khỏi biên giới phía Bắc từ 8 năm trước. Cho nên đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt nhau. Dương Thanh trông rất trẻ. Dáng người cũng đặc biệt cân đối, so với Mã Siêu lại chẳng có điểm nào giống với một cao thủ. Nhưng Tiền Bưu lại cảm thấy cực kỳ áp lực khi nhìn thấy cậu trai trẻ đang cười khẽ, bước chân nhẹ tênh, trên người chẳng toát ra chút đáng sợ nào này. Tiền Bưu thở gấp, rất muốn quỳ xuống. Ông ta biết cậu thanh niên trước mắt này chắc chắn là tướng quân biên giới phía Bắc hiện nay. Bất kể là khí thế mơ hồ trên người anh hay sự bình tĩnh khi đối mặt với hơn 10 khẩu súng và cao thủ đi theo phía sau anh, đều đã xác nhận suy đoán của ông ta. Cậu là ai? Dương Hướng Minh nhíu mày. Ông ta không thấy hai cậu thanh niên này có gì khác thường. Vốn chỉ có Dương Uy tiếp xúc với Dương Thanh, đây là lần đầu tiên ông ta gặp Dương Thanh. Ông nội, anh ta là thằng con rể nổi danh vô dụng ở Giang Hải. 5 năm trước. Anh ta đã cướp đi mất đêm đầu tiên của cô tổng giám đốc xinh đẹp hàng đầu Giang Hải đấy. Một cô gái trẻ bên cạnh Dương Hướng Minh đột nhiên giễu cợt, trong mắt còn ánh lên vẻ căm hận. Cô gái này chính là Dương Liễu, em gái của Dương Uy. Chồng của cô ta là Vương Ngạn Quân, từng tới tập đoàn Nhạn Thanh quấy rầy Tần Y. Sau khi Dương Thanh nói cho nhà họ Dương biết chuyện đó, nhà họ Dương vì thể diện đã ép cô ta phải ly hôn với Vương Ngạn Quân. Theo cô ta thấy, tất cả những chuyện này đều do Dương Thanh gây ra. Chỉ là cô ta không biết thân phận của Dương Thanh, Dương Hướng Minh lại biết rất rõ ràng. Sau khi biết cậu thanh niên trước mắt là Dương Thanh, Dương Hướng Minh lộ rõ vẻ mặt muốn giết người, hóa ra là thằng ngông cuồng lớn mật này. Mày đánh cháu tao tàn phế, lại còn dám đến nhà họ Dương tao. Ngắt lá hái mạng người. Dương Thanh nhìn Dương Hướng Minh bằng gương mặt vô cảm, sau đó nhìn Tiền Bưu. Lúc này ông ta đang bị mười mấy khẩu súng chĩa vào. Thấy Dương Thanh nhìn mình, Tiền Bưu càng không dám nhìn thẳng vào anh, ánh mắt né tránh, nét mặt hổ thẹn. Dương Thanh cũng chỉ muốn nhìn thử Tiền Bưu ra sao, xong lại nhìn Dương Hướng Minh. Ông muốn giết tôi à? Dương Thanh đột ngột lên tiếng, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Dương Hướng Minh cũng là một người cực kỳ độc ác nham hiểm, không thì đã chẳng sai người đi giết Dương Thanh vì Dương Uy bị đánh tàn phế. Bây giờ nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Dương Thanh, ông ta không bình tĩnh nổi. Mười mấy khẩu súng đang chĩa vào Tiền Bưu, chỉ cần ông ta ra lệnh là những khẩu súng này sẽ đồng loạt chĩa vào Dương Thanh, thế nhưng anh vẫn làm như không thấy. Hạng người này hoặc là đủ mạnh, hoặc là kẻ ngu. Dương Hướng Minh tin rằng anh đủ mạnh. Mày đánh cháu trai tao tàn phế, khiến nó phải nằm liệt giường cả đời. Tao muốn giết mày, có vấn đề gì sao? Dương Thanh cười thờ ơ, ông khác hoàn toàn so với tưởng tượng của tôi. Khác chỗ nào? Dương Hướng Minh buột miệng hỏi. Tôi cứ tưởng ông có thể đưa một gia tộc nhỏ vươn mình thành gia tộc hàng đầu thì ắt phải có tầm nhìn và bản lĩnh, nhưng bây giờ xem ra tôi đã nghĩ nhiều rồi. Dương Thanh nói mỉa, nếu bảo tôi đánh giá thì chỉ 8 chữ là đủ. Tầm nhìn thiển cận, ếch ngồi đáy giếng. Hỗn láo! Dương Hướng Minh lập tức nổi giận, cậu tưởng tôi không dám giết cậu à? Ông ta vừa dứt lời, mười mấy khẩu súng đang chĩa vào Tiền Bưu lập tức chuyển họng súng đen ngòm về phía Dương Thanh trong nháy mắt. Tiền Bưu biến sắc, ông ta đã đoán được thân phận của Dương Thanh, sao có thể trơ mắt nhìn anh bị người ta chĩa súng vào người chứ? Ông ta lập tức di chuyển, thoát cái đã chắn trước mặt Dương Thanh,
giận dữ quát, ai dám động vào cậu ấy. Dương Hướng Minh rất ngạc nhiên trước hành động của Tiền Bưu. Ngay cả cái chết ông ta cũng chẳng sợ, vậy mà lúc này lại che chở phía trước Dương Thanh. Tuy Dương Hướng Minh thấy kinh ngạc nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, bật cười, Tiền Bưu, lúc trước tôi chưa nắm được thóp của cậu, nhưng bây giờ tôi tìm được rồi. Ông có ý gì? Tiền Bưu lạnh lùng hỏi. Cậu liều chết bảo vệ cậu ta, vậy thì cậu ta chính là điểm yếu của cậu. Dương Hướng Minh cười đắc ý, chỉ cần cậu tiếp tục ở lại làm việc cho nhà họ Dương chúng tôi thì tôi sẽ tha cho cậu một con đường sống. Mặt Tiền Bưu biến sắc, dù có chết ông ta cũng chẳng muốn ở lại làm việc cho nhà họ Dương, nhưng ai dè Dương Thanh lại xuất hiện. Nếu Dương Thanh bị làm sao thì ông ta sẽ trở thành tội nhân lớn nhất của biên giới phía Bắc. Dương Thanh không lên tiếng, nhìn Tiền Bưu với ánh mắt khen ngợi. Lúc trước Mã Siêu đã điều tra rõ mọi chuyện về Tiền Bưu rồi. Mặc dù 8 năm trước Tiền Bưu đã rời khỏi biên giới phía Bắc, nhưng có một số việc không thể trách ông ta được. Nhà họ Dương mất hết tính người, tôi sẽ không ở lại nhà các người đâu. Sau một lúc lâu, Tiền Bưu bỗng cất lời, hai mắt đỏ ngầu. Cậu đã từ chối thì chết chung với cậu ta đi. Dương Hướng Minh híp mắt, trong mắt lấp đầy ý muốn giết người mãnh liệt. Tiền Bưu chẳng nói chẳng rằng, cắn chặt hàm răng, che chở kín kẽ cho Dương Thanh ở đằng sau. Đột nhiên ông ta nói, khi bọn họ nổ súng, tôi sẽ đỡ đạn, các cậu hãy nhân lúc đó trốn đi. Ông ta biết rõ thực lực của cao thủ hàng đầu vùng biên giới phía Bắc nên rất có lòng tin với Dương Thanh và Mã Siêu. Hơn nữa, ông ta đã định bụng liều chết rồi. Dương Thanh chợt nở nụ cười, đi tới sau lưng Tiền Bưu và vỗ nhẹ vào vai ông ta, tôi không cho ông chết, kẻ nào dám giết ông. Câu nói này vô cùng ngang ngược và ngông cuồng. Song Tiền Bưu không hề cho rằng Dương Thanh khoác lác mà chỉ thấy chấn động, vị tướng quân vùng biên giới phía Bắc trẻ tuổi này đã mạnh đến mức ấy sao? Ha ha! Nhưng lời nói của Dương Thanh lại khiến cho đám người nhà họ Dương cười như điên. Sau khi cười đủ rồi, Dương Hướng Minh trợn cặp mắt dữ tợn trừng Dương Thanh, tao rất muốn nhìn xem trong tình cảnh bị mười mấy khẩu súng nhắm vào, mày ngăn cản tao giết Tiền Bưu bằng cách nào? Hay là thử xem? Dương Thanh nhếch miệng. Vẻ mặt thản nhiên. Dương Thanh, đừng tưởng tao không biết mày đang nghĩ gì. Mày cho rằng tao sẽ e ngại thân phận gia tộc Vũ Văn của mày, không dám làm gì mày chứ gì. Dương Hướng Minh ra vẻ hiểu rõ như lòng bàn tay, tao đã điều tra rõ từ lâu rồi. Mười mấy năm trước, mày đã bị gia tộc Vũ Văn đuổi đi. Mặc dù gia tộc giao tập đoàn Nhãn Thanh cho mày, nhưng mày chỉ có thể nắm giữ một chi nhánh bé tí ở Giang Hải. Còn người quản lý tập đoàn Nhãn Thanh thật sự vẫn là gia tộc Vũ Văn. Mày tưởng tao không dám giết mày chắc? Dương Thanh lắc đầu, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ông hoàn toàn không biết nhà họ Dương các ông đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhường nào và đã đắc tội với ai. Ngông cuồng! Dương Hướng Minh nổi giận, mày đã phách lối như thế thì tao sẽ lấy mạng lũ chó của mày trước, xem mày có còn phách lối được như bây giờ không? Ánh mắt Dương Thanh trở nên sắc bén. Dám sỉ nhục anh em của anh, thật đáng chết. Bắn. Dương Hướng Minh đột ngột ra lệnh. Tiền Bưu giật thót, ngay lúc Dương Hướng Minh cất lời, ông ta lập tức chắn trước mặt Dương Thanh. Nằm xuống. Dương Thanh quát to, đồng thời đè vai Tiền Bưu xuống làm cơ thể ông ta mất khống chế, nằm dạp xuống đất. Mã Siêu phản ứng nhanh hơn, Dương Hướng Minh vừa dứt lời thì anh ta đã nằm ra đất. Đùng, đùng, đùng. Cùng lúc đó. Hơn 10 khẩu súng đồng loạt bắn, trong nhà họ Dương chỉ toàn là tiếng súng đinh tai nhức óc. Dương Thanh biến mất trong nháy mắt hệt như hồn ma, không thể bắt được bóng dáng anh. Bọn họ chỉ mới bắn một phát súng thì phát hiện mục tiêu đã nằm trên đất, còn Dương Thanh đã biến mất tiêu. Ai nấy đều cảm thấy quái lạ, mà lúc này Dương Thanh đã tiện tay ngắt hơn chục chiếc lá cây, sau đó phóng ra. Vèo, vèo, vèo. Từng âm thanh thật khẽ lần lượt vang lên. Mười mấy tay súng lúc nãy vẫn còn đứng nguyên tại chỗ giờ đã ngã lăn ra đất không sót một ai, trên trán mỗi người đều có một chấm đỏ tươi do lá cây xuyên thủng đầu. Mọi chuyện xảy ra với tốc độ ánh sáng, không ai nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy Dương Thanh tiện tay ngắt hơn chục chiếc lá, sau đó toàn bộ mười mấy tay súng ngã lăn ra đất, chết không nhắm mắt. Ngắt lá hái mạng người. Không gian yên lặng chết chóc. Dương Hướng Minh run lên bần bật, cảm thấy tất cả như một giấc mơ. Chỗ dựa lớn nhất của ông ta không phải Tiền Bưu mà là mười mấy tay súng kia. Vậy mà lúc này bọn họ đều ngã lăn xuống đất, cho đến lúc chết nét mặt vẫn không thay đổi,
hoàn toàn không ngờ tới kết cục này. Tiền Bưu bị Dương Thanh thình lình đè xuống đất, chỉ nghe thấy tiếng súng liên tiếp, sau đó tiếng súng đột nhiên ngưng bặt. Khi ông ta đứng dậy, trước mắt ông ta là hơn chục tay súng lúc nãy vẫn còn cầm súng chĩa vào bọn họ nhưng giờ đây đã chết sạch, trên trán mỗi người đều có một vệt máu. Lúc này, vệt máu ấy mới từ từ nở rộ trên trán như cánh hoa hồng. Bi kịch của nhà họ Dương. Hình ảnh máu tươi dần rỉ ra trên trán mười mấy tay súng kích thích mạnh mẽ trái tim mỗi người. Ánh mắt Tiền Bưu cũng tràn đầy kinh hãi. Từ khi ông ta bị Dương Thanh đè xuống đất tới khi tự đứng dậy chỉ vẻn vẹn mấy giây. Ông ta không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe thấy tiếng súng vang lên. Sau khi ông ta ngóc dậy, Dương Thanh vẫn đứng tại chỗ, còn mười mấy tay súng kia đều chết không nhắm mắt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong đôi mắt Tiền Bưu không chỉ có sự kinh hãi mà còn xen lẫn ngỡ ngàng. Chỉ có Mã Siêu vẫn bình tĩnh, không hề thấy bất ngờ. Dương Thanh không dính một hạt bụi, ánh mắt sâu xa. Đột nhiên anh cất bước đi về phía trước. Cộp, cộp, cộp. Tiếng bước chân của anh chẳng khác nào tiếng gọi của thần chết, dẫm mạnh lên trái tim mỗi người nhà họ Dương. Dương Liễu đứng bên cạnh Dương Hướng Minh, nhìn Dương Thanh bước từng bước tới gần, hai chân cô ta bỗng bủn rủn, ngồi bệt xuống đất. Mà mặt đất nơi cô ta ngồi còn có vũng nước dần loang ra, trong không khí nồng nặc mùi nước tiểu. Song Dương Thanh chẳng thèm liếc cô ta lấy một cái, anh đi tới trước mặt Dương Hướng Minh thì dừng lại nói mỉa, ông chủ Dương, tôi đã nói là ông tầm nhìn thiển cận, ếch ngồi đáy giếng. Bây giờ ông cảm thấy câu này đánh giá về ông thế nào? Phịch! Hai chân Dương Hướng Minh đã nhũn ra từ lâu, câu nói này của Dương Thanh khiến ông ta suy sụp hoàn toàn, hai đầu gối quỳ phịch xuống đất, cuống quýt cầu xin, cậu Thanh, cậu nói gì cũng đúng hết, là tôi có mắt không tròng. Cầu xin cậu nể tình chúng ta cùng họ Dương mà tha cho nhà họ Dương chúng tôi. Vốn dĩ nhà họ Dương phải biến mất từ lúc Dương Uy ngấp nghé vợ tôi, nhưng tôi vẫn cho nhà họ Dương một cơ hội. Chỉ cần các người ngoan ngoãn trung thành với tôi thì tôi sẽ nâng đỡ nhà họ Dương xưng vương ở Châu Thành, và đó cũng mới chỉ là khởi điểm của nhà họ Dương thôi. Dương Thanh bình tĩnh, thong dong nói, nhưng nhà họ Dương lại lựa chọn phản bội, thậm chí còn muốn lấy mạng tôi. Nếu ông là tôi, ông có cho nhà họ Dương cơ hội không? Cậu Thanh, tôi thật sự biết lỗi rồi, cũng không dám tái phạm nữa. Sau này cậu chính là ông trời của nhà họ Dương chúng tôi, cả nhà chúng tôi sẽ tôn cậu làm chủ, làm tôi tớ cho cậu mãi mãi. Dương Hướng Minh sợ sun vòi, ra sức dập đầu nhận lỗi, đồng thời hối hận khôn cùng. Với bản lĩnh mà Dương Thanh vừa mới thể hiện, ông ta không hề nghi ngờ những lời anh vừa nói. Cuối cùng thì ông ta cũng biết tại sao Tiền Bưu lại nói nhà họ Dương đã đắc tội người không thể đắc tội, người đó chính là Dương Thanh. Những người khác trong nhà họ Dương thấy thế cũng rối rít quỳ xuống cùng Dương Hướng Minh cầu xin. Đúng lúc này, có một chiếc xe hơi dừng trước cổng, mấy bóng người vội vàng xuống xe. Sau khi đám người này vào trong nhà họ Dương, một cảnh tượng kinh hoàng đập thẳng vào mắt bọn họ, cả nhà họ Dương quỳ gối cầu xin trước một thanh niên trẻ. Mà bên cạnh là mười mấy tay súng chết không nhắm mắt. Thưa Chủ tịch, chúng tôi đã kiểm kê toàn bộ tài sản của nhà họ Dương theo lời dặn của cậu. Đây là giấy chuyển nhượng mà chúng tôi đã soạn thảo, chỉ cần Dương Hướng Minh ký tên là tất cả sẽ thuộc về cậu. Một người trung niên cung kính đứng phía sau Dương Thanh báo cáo. Người này không phải ai khác mà chính là Lạc Bân, mới đi tự thú hai ngày trước. Dương Thanh bảo, đưa cho ông chủ Dương ký tên đi. Lạc Bân gật đầu, cầm tài liệu đi tới trước mặt Dương Hướng Minh và nói, đây là kế hoạch thu mua do nhóm chuyên gia cao cấp soạn thảo sau khi đánh giá tình hình của nhà họ Dương ở thời điểm hiện tại. Ông xem đi, nếu không có vấn đề gì thì ký tên. Bây giờ Dương Hướng Minh làm gì có cơ hội từ chối. Khi Dương Hướng Minh cầm lấy tài liệu, ông ta mới hiểu ra việc tập đoàn Thành Hà và tất cả nhà kho cùng công xưởng của nhà họ Dương bị niêm phong là do Dương Thanh gây nên. Mục đích là dồn nhà họ Dương vào bước đường cùng, sau đó thu mua với giá thấp nhất. Cậu Thanh, tôi cầu xin cậu. Dương Hướng Minh đang định tiếp tục cầu xin thì bị Dương Thanh ngắt lời. Dương Hướng Minh, làm sai thì phải trả giá. Tôi hoàn toàn có thể chiếm lấy nhà họ Dương mà không tốn một xu nào, nhưng tôi không làm vậy. Nghe anh nói vậy, Dương Hướng Minh run rẩy cả người. Ông ta nghĩ tới mọi chuyện vừa xảy ra, nào dám ý kiến ý có gì nữa. Đành phải cầm bút lên ký tên. Dù không cam lòng cỡ nào, ông ta cũng không dám đối đầu với Dương Thanh.
Sau này, Châu Thành không còn nhà họ Dương nữa. Dương Thanh ngẩng đầu nhìn bảng hiệu có chữ Dương Thị to màu vàng treo trên cửa, tiếp đó tiện tay xẻ một nhát. Rầm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bảng hiệu lập tức rơi xuống đất, vỡ thành 4-5 mảnh. Nhà họ Dương không một ai dám hó hé gì, run rẩy nhìn Dương Thanh rời đi. Lạc Bân cũng run sợ trong lòng. Đường đường là một gia tộc hạng một ở Châu Thành, thế mà nói diệt là diệt luôn, bản lĩnh của chủ tịch thật đáng gờm. Sau khi ra khỏi nhà họ Dương, Dương Thanh bỗng dặn dò Lạc Bân bên cạnh, lập tức tiết lộ tin tức nhà họ Dương đã sụp đổ. Nhà họ Dương có thể sống hay không thì phải xem số phận của bọn họ. Lạc Bân đáp ngay, vâng. Tiếp đó, ông ta lấy điện thoại ra, bắt đầu sắp xếp cho giới truyền thông công bố tin tức này. Tiền Bưu vẫn luôn im lặng đi theo phía sau bọn họ, cõi lòng run lẩy bẩy. Trong những năm gần đây, nhà họ Dương phát triển không ngừng, Dương Hướng Minh thì ỷ vào sức mạnh của Tiền Bưu, hành động vô cùng ngang ngược. Thậm chí ông ta không thèm nể mặt các gia tộc giàu sang quyền thế nhất Châu Thành, từng đắc tội vô số người. Chỉ cần nghĩ cũng biết sau khi tin tức nhà họ Dương sụp đổ truyền ra ngoài, nhà họ Dương sẽ rơi vào cảnh ngộ gì. Nhưng tất cả chẳng liên quan gì tới ông ta. Thưa Chủ tịch, tin nóng Châu Thành đã tung tin nhà họ Dương sụp đổ rồi, tiếp theo sau sẽ có nhiều tin tức hơn về nhà họ Dương được công khai. Lạc Bân đưa điện thoại cho Dương Thanh, anh chỉ liếc thoáng qua chứ không xem kỹ, chỉ dặn dò Lạc Bân, tạm thời ông cứ ở lại Châu Thành thu xếp sản nghiệp của nhà họ Dương, mau chóng bồi dưỡng người phụ trách bên Châu Thành. Sau khi giải quyết xong chuyện này, tôi còn có nhiệm vụ quan trọng hơn phải giao cho ông. Lạc Bân hết sức vui mừng khi nghe anh nói vậy. Lúc Dương Thanh bảo ông ta ở lại Châu Thành, ông ta còn tưởng anh muốn xa lánh mình, bây giờ mới biết Dương Thanh muốn trọng dụng mình. Chủ tịch cứ yên tâm, tôi tuyệt đối không để cậu thất vọng. Chúng ta cũng nên về thôi. Dương Thanh giơ cổ tay xem giờ này về đúng lúc phải đón Tiêu Tiêu tan học. Mã Siêu đích thân lái xe, Tiền Bưu dè dặt ngồi vào vị trí phụ lái, lòng thấp thỏm không yên. Ban đầu ông ta cứ ngỡ mình chết chắc rồi. Nhưng không ngờ lại gặp được Dương Thanh, đối phương còn muốn dẫn ông ta rời đi. Ông ta không dám trái lời, đành phải đi theo. Dương Thanh vẫn luôn im lặng, nhắm mắt nghỉ ngơi suốt cả chặng đường. Mãi cho đến khi xe tới trường mầm non Lam Thiên, Dương Thanh mới mở mắt ra, dặn dò Mã Siêu, cậu đưa ông ta về nhà cậu trước đi, ngày mai đến tập đoàn Nhạn Thanh tìm tôi. Vâng. Mã Siêu đáp lời, sau đó dẫn theo Tiền Bưu đang bồn chồn lo sợ rời đi. Châu Thành, trong nhà họ Dương. Dương Thanh vừa mới rời khỏi, quản gia nhà họ Dương đột nhiên hét lên thẳng thốt, ông chủ, toang rồi. Tin nóng Châu Thành đã tiết lộ tin tức nhà họ Dương sụp đổ rồi. Gì cơ? Dương Hướng Minh đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời khỏi Châu Thành thì thình lình nghe thấy tin này, sắc mặt ông ta tái nhợt trong nháy mắt. Mọi người đừng thu dọn nữa, mang theo đồ đáng tiền nhất là được rồi. Dương Hướng Minh lập tức ra lệnh. Ông ta biết rõ nhà họ Dương đắc tội vô số người ở Châu Thành, nếu tin tức đã bị lộ thì e rằng có rất nhiều người đang chạy tới nhà họ Dương. Sau mệnh lệnh của Dương Hướng Minh, người nhà họ Dương hành động nhanh chóng, chỉ tốn gần 5 phút đồng hồ. Bọn họ chỉ mang theo trang sức và chi phiếu chuẩn bị rời đi. Mọi người chia thành từng nhóm theo đơn vị gia đình, rời khỏi Châu Thành theo các hướng khác nhau. Chúng ta tập hợp tại nhà họ Phùng ở thành phố Kim Hà. Bây giờ xuất phát thôi, Dương Hướng Minh ra lệnh, ông chủ Dương, vẫn còn mấy món nợ chưa tính toán rõ ràng mà ông đã sốt sắng muốn đi đâu thế. Ông ta vừa dứt lời thì một giọng nói mỉa mai vang lên, tiếp đó từng gương mặt quen thuộc tiến vào nhà họ Dương. Nhà họ Dương khôn khéo. Dương Hướng Minh trông thấy những người này, vẻ mặt không giấu được sợ hãi. Bởi vì tất cả bọn họ đều là người thuộc các gia tộc mà ông ta từng đắc tội. Chỉ có một số gia tộc nhỏ thôi, còn lại đều là mấy gia tộc lớn. Tính nợ, nợ nần gì? Dương Hướng Minh cố tỏ ra bình tĩnh, giận dữ quát mắng mấy người vừa đến. Ông chủ Dương, ông đúng là não cá vàng. 3 năm trước ông sai người giết bố tôi đúng không? Món nợ này ông chưa quên chứ? Nhà họ Hoàng tôi nữa. Năm xưa, nếu nhà họ Dương các người không chơi dơ thì gia tộc hạng một ở Châu Thành hiện giờ không phải nhà họ Dương các người mà là nhà họ Hoàng chúng tôi. Đừng quên người thừa kế của nhà họ Tề chúng tôi cũng bị ông sai người giết hại. Trong phút chốc, tất cả mọi người nhao nhao kể ra ân oán giữa nhà họ Dương và bọn họ.
vẻ mặt Dương Hướng Minh hết sức khó coi, đám người thuộc dòng chính nhà họ Dương đang đứng bên cạnh ông ta cũng hoảng sợ. Nhiều kẻ thù đến cùng lúc như thế này thì có khác gì tiệt đường sống của nhà họ Dương. Các người tưởng rằng nhà họ Dương chúng tôi dễ bắt nạt phải không? Dương Hướng Minh tức giận quát. Dương Hướng Minh, đừng giả vờ nữa. Tiền Bưu đi rồi, nhà họ Dương có gì đáng sợ? Một người đàn ông trung niên cười khẩy nhìn Dương Hướng Minh rồi đột nhiên ra lệnh, bao vây nơi này cho tôi muốn xem ai có thể rời khỏi đây. Đám người nhà họ Dương mới rồi đã chuẩn bị rời đi, bây giờ thoáng cái bị mấy chục người bao vây vào giữa. Sắc mặt Dương Hướng Minh thoát xanh thoát tím, ông ta vừa nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên kia vừa nghiến răng nghiến lợi nói, Trần Hạo, nhà họ Dương chúng tôi và nhà họ Trần các cậu không có ân oán gì cả. Nhà họ Trần các cậu là gia tộc giàu sang quyền thế bậc nhất Châu Thành, vậy mà lúc này các người cũng nhảy ra đối phó với nhà họ Dương chúng tôi, làm vậy có phải quá đáng lắm không? Quá đáng. Trần Hạo cười gằn, Dương Hướng Minh, thì ra ông vẫn biết nhà họ Trần chúng tôi là gia tộc giàu sang quyền thế bậc nhất Châu Thành hả? Nhưng ông có coi nhà họ Trần chúng tôi ra gì không? Khí thế trên người Trần Hạo đột ngột tăng vọt. Giận dữ lên án, ông ỷ có Tiền Bưu bảo vệ mà không thèm nể mặt nhà họ Trần chúng tôi. Năm đó nhà họ Trần chúng tôi muốn bảo vệ nhà họ Viên, kết quả đêm ấy ông sai Tiền Bưu giết chủ gia tộc họ Viên, thậm chí còn sai cao thủ của nhà họ Dương tắm máu nhà họ Viên. Nhà họ Dương các người không quá đáng sao? Dương Hướng Minh cắn răng đáp, thắng làm vua thua làm giặc, nhà họ Viên không giữ lời hứa, không chấp nhận thất bại, còn muốn đối đầu với nhà họ Dương chúng tôi. Lẽ nào tôi cũng phải nhịn? Hay cho một câu, thắng làm vua thua làm giặc, đã vậy thì hôm nay tôi sẽ khiến nhà họ Dương các người thất bại hoàn toàn, Trần Hạo gằn ra từng chữ qua kẽ răng. Tôi xem ai dám. Dương Hướng Minh tức nổ phổi, tôi thừa nhận nhà họ Dương đang gặp chút rắc rối trong chuyện làm ăn, nhưng muốn tiêu diệt nhà họ Dương chúng tôi thì cũng phải tự lượng sức của mình. Dứt lời ông ta lôi điện thoại ra gọi, Tiền Bưu, lập tức trở về trong vòng 10 phút cho tôi. Sau khi Dương Hướng Minh gọi điện thoại, những người vừa rồi vẫn nắm chắc phần thắng đều sửng sốt, không ít người có ý định lùi bước. Bởi vì danh của Tiền Bưu quá vang dội, là ác ma hóa thần ở Châu Thành. Hễ nhà họ Dương muốn giết kẻ nào, chỉ cần giao cho Tiền Bưu thì chưa từng thất bại. Lúc này, đến cả Trần Hạo người thừa kế của gia tộc giàu sang quyền thế bậc nhất Châu Thành cũng có phần lo lắng. 20 phút trước, tin nóng Châu Thành bỗng đưa tin nhà họ Dương sụp đổ. Tiền Bưu bỏ đi, nhưng không có ai chứng thực chuyện này. Trần Hạo lập tức dẫn người đến nhà họ Dương để đề phòng Dương Hướng Minh chạy trốn. Với địa vị của nhà họ Trần ở Châu Thành, bọn họ vừa kêu gọi đã nhận được nhiều sự ủng hộ. Tiếp đó, Trần Hạo dẫn hết các gia tộc nhỏ có thù oán với nhà họ Dương đến đây. Khi trông thấy người nhà họ Dương sắp sửa rời đi, bọn họ có thể khẳng định nhà họ Dương đã sụp đổ, vì vậy mới dám bao vây nhà họ Dương lại. Nhưng mà bây giờ Dương Hướng Minh lại gọi điện thoại cho Tiền Bưu trước mặt mọi người, còn ra lệnh cho ông ta lập tức trở về trong vòng 10 phút khiến cho đám người Trần Hạo có cảm giác cưỡi hổ khó xuống. Tiền Bưu đã sống ở nhà họ Dương chúng tôi 8 năm, tôi đã phải bỏ ra cái giá ngất ngưởng để giữ cậu ta lại. Các người tưởng rằng cậu ta chịu rời bỏ nhà họ Dương chúng tôi sao? Dương Hướng Minh quan sát mọi sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt mỗi người, ông ta cười gằn, nhà họ Dương chúng tôi làm ăn thất bại rồi. Nhưng không sao cả, chúng tôi vẫn còn người cơ mà. Rồi sẽ có một ngày nhà họ Dương chúng tôi lấy lại thời huy hoàng. Nói đến đây, Dương Hướng Minh đảo mắt nhìn quanh rồi lạnh lùng nói tiếp, tôi khuyên các người đừng hành động thiếu suy nghĩ, tuy chúng ta có thủ oán nhưng tất cả đã qua rồi, nếu tôi muốn đuổi cùng giết tận thì các người có thể sống tới ngày hôm nay sao? Nhà họ Trần là gia tộc giàu sang quyền thế bậc nhất, nếu đối đầu với nhà họ Dương chúng tôi thì đúng là chúng tôi không làm gì được. Nhưng nhà họ Dương chúng tôi muốn đối phó với các gia tộc khác thì dễ như trở bàn tay. Bây giờ tôi xin hứa, gia tộc nào rời khỏi đây trước khi Tiền Bưu trở về, nhà họ Dương chúng tôi có thể xem như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu như sau khi Tiền Bưu trở về, các người vẫn còn ở đây thì đừng trách Dương Hướng Minh tôi độc ác. Lúc này Dương Hướng Minh không hề tỏ ra sợ hãi mà vẫn giữ dáng vẻ tự tin và ngạo mạn. Ông ta vừa dứt lời, lập tức có người rút khỏi vòng vây. Căng thẳng nói, vậy thì nhà họ Hoàng chúng tôi rút lui. Nhà họ Tề chúng tôi cũng rút lui. Nhà họ Lưu chúng tôi cũng rút lui. Sau câu nói của Dương Hướng Minh, ngoài nhà họ Trần ra, gần 10 gia tộc khác dứt khoát rời đi hết,
chỉ sợ gặp phải Tiền Bưu đang trở về nhà họ Dương. Trần Hạo, tôi khuyên cậu một câu, đừng lo chuyện bao đồng. Khi xưa nhà họ Dương chúng tôi không nể mặt nhà họ Trần, nhưng nhà họ Trần các cậu làm gì được nào? Dương Hướng Minh nhìn Trần Hạo mỉa mai, cậu đừng tưởng tôi không biết trong những năm qua người nhà họ Trần không ít lần tiêu tốn rất nhiều tiền của để ngáng chân nhà họ Dương chúng tôi, thậm chí còn thuê một số sát thủ quốc tế. Nhưng mà kết quả ra sao? Chẳng phải đều bị Tiền Bưu giết hết à? Tôi không tính toán với nhà họ Trần không phải vì tôi sợ mà là vì tôi không muốn trừ khử nhà họ Trần các cậu rồi trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nếu không, với bản lĩnh của Tiền Bưu, nếu cậu ta một mình đánh thẳng vào nhà họ Trần các cậu thì ai ngăn được? Mặt Trần Hạo biến sắc, nhìn Dương Hướng Minh chằm chằm, lòng đang do dự. Ông ta không dẫn theo nhiều người lắm, nếu bây giờ ra tay thì có thể dễ dàng lấy mạng Dương Hướng Minh, nhưng chỉ sợ Tiền Bưu trở về. Còn 3 phút nữa, Tiền Bưu sắp về rồi, Dương Hướng Minh cố tình xem giờ, thản nhiên nhắc nhở. Dương Hướng Minh, làm người đừng quá kiêu ngạo, không thì đến một ngày nào đó sẽ có người trừng trị ông. Trần Hạo cắn răng nói, chúng ta đi thôi. Sau đó, nhà họ Trần cũng đi nốt. Người nhà họ Dương thở phào nhẹ nhõm, ai ai cũng sùng bái Dương Hướng Minh. Đương nhiên là bọn họ biết Tiền Bưu đã bỏ đi thì làm gì có chuyện ông ta quay về. Mọi người mau chóng rời khỏi Châu Thành đi, không thì một khi bọn họ phát hiện Tiền Bưu không về, chắc chắn sẽ quay lại. Dương Hướng Minh ra lệnh, sau đó lên xe rời đi trước tiên. Tới khi các gia tộc ở Châu Thành nhận ra mình bị lừa, người nhà họ Dương đã rời khỏi Châu Thành cả rồi. Ở nhà họ Trần tại Châu Thành. Trong một ngôi biệt thự sang trọng, sau khi chủ gia tộc họ Trần Trần Hưng Hải biết tin nhà họ Dương đã rời khỏi Châu Thành, lão ta lập tức nổi giận lôi đình. Bốp! Trần Hưng Hải tát Trần Hạo, giận dữ mắng, thằng vô dụng này, đã dẫn người đến nơi rồi còn để người nhà họ Dương trốn sạch, anh còn làm được gì nữa hả? Thưa bố, con không ngờ nhà họ Dương đã sụp đổ thật, cũng không biết Tiền Bưu đã rời khỏi nhà họ Dương, Trần Hạo hoảng hốt giải thích. Nhà họ Dương đi rồi, kiểu gì cũng có người tới bòn của, hai mắt Trần Hưng Hải đỏ ngầu. Ý của bố là, Trần Hạo dè dặt hỏi. Nhà họ Dương bỏ đi nhưng sản nghiệp nhà bọn họ vẫn còn, không phải sao? Bất kể kẻ nào chiếm được mọi thứ của nhà họ Dương, cứ cướp về hết cho bố. Trần Hưng Hải lạnh lùng nói, Châu Thành là địa bàn của nhà họ Trần chúng ta, ai dám tranh giành với nhà họ Trần chúng ta chứ? Dương Thanh mới vừa đón vợ và con gái về dinh thự Vân Phong thì Lạc Bân bỗng gọi điện báo, thưa chủ tịch, tất cả người nhà họ Dương rời khỏi Châu Thành rồi. Ồ! Các gia tộc khác ở Châu Thành chịu tha cho nhà họ Dương sao? Tin tức này khá bất ngờ với Dương Thanh. Lạc Bân bèn kể lại đầu đuôi sự việc vừa xảy ra ở nhà họ Dương. Dương Thanh nghe xong, hai mắt hơi nheo lại, lão Dương Hướng Minh này cũng được xem là người có dũng có mưu. Nếu ông ta đã trốn được thì cũng là bản lĩnh của ông ta, thôi thì tha cho bọn họ một con đường sống vậy. Ngoài ra, tôi vẫn còn một việc nữa cần báo cáo với cậu. Mới vừa rồi. Nhà họ Trần gia tộc đứng đầu Châu Thành đã thò tay vào sản nghiệp của nhà họ Dương, Lạc Bân lại nói tiếp. Cướp thức ăn trong miệng cọp cơ à? Bọn họ không nghĩ xem tại sao nhà họ Dương lại rớt đài, đúng là một lũ ngu xuẩn. Ông cứ yên tâm, ngày mai tôi sẽ bảo Tiền Bưu tới Châu Thành. Dương Thanh không hề lo lắng, tên tuổi của Tiền Bưu rất có sức ảnh hưởng ở Châu Thành, vậy thì để ông ta về đó là được. Dương Thanh, bố em mất tích mấy ngày rồi. Anh có thể nhờ các mối quan hệ tìm ông ấy được không? Dương Thanh vừa cúp điện thoại thì Tần Thanh Tâm đột nhiên đi tới, lo lắng nói. Trước khi bọn họ chuyển vào dinh thự Vân Phong, Tần Đại Dũng không trở về nhà lần nào. Bọn họ đã sống trong nhà mới mấy ngày rồi mà vẫn chưa có tin tức gì của ông ta. Dương Thanh gật đầu, anh tìm ngay đây. Anh đang định gọi điện thoại thì di động của Tần Thanh Tâm đã đổ chuông trước. Tần Thanh Tâm nghe máy, mới nghe vài câu. Sắc mặt cô đã thay đổi, được, bây giờ mình đến ngay, cảm ơn cậu. Xảy ra chuyện gì rồi, Dương Thanh hỏi. Bạn em nhìn thấy bố ở tòa thành Vương Giả, còn bảo ông ấy đang đánh bạc, mắt Tần Thanh Tâm đỏ hoe. Cút sang bên. Nghe tin Tần Đại Dũng vẫn đang cờ bạc, Dương Thanh hơi nhíu mày. Những con bạc đều cực kỳ đáng hận, vô số người như thế đều chỉ có một kết cục, đó chính là tan cửa nát nhà. Xem ra buộc phải dùng vài thủ đoạn đặc biệt mới có thể khiến bố cai bạc được, Dương Thanh đột nhiên lên tiếng. Anh có cách gì không? Tần Thanh Tâm nghe anh nói vậy liền hỏi.
Trong ấn tượng của cô, Tần Đại Dũng không phải là loại người như thế này, cho dù suốt ngày ông ta đều ăn không ngồi rồi trong nhà cũng không tới những chỗ như thế. Bây giờ ông ta không thèm về nhà, cũng chả buồn quan tâm tới Châu Ngọc Thúy, cả ngày đắm mình trong cờ bạc. Em phải phối hợp với anh trong chuyện này là được rồi, Dương Thanh ngẫm nghĩ một lát rồi nói ra kế hoạch của mình. Làm như thế sẽ không gặp rắc rối gì chứ, Tần Thanh Tâm lo lắng. Em yên tâm đi, có anh ở đây sẽ không có chuyện gì đâu, Dương Thanh rất tự tin. Giao Tiêu Tiêu cho Tần Y chăm sóc xong, Dương Thanh và Tần Thanh Tâm rời khỏi dinh thự Vân Phong. Khoảng 20 phút sau, hai người đã đến Tòa Thành Vương Giả. Tòa Thành Vương Giả là club cao cấp nhất cả Giang Hải. Bên trong có đủ loại hình ăn chơi, nhưng chỗ thu hút nhiều người nhất chính là sòng bài trên tầng cao nhất. Chúng tôi muốn lên tầng cao nhất. Dương Thanh dẫn Tần Thanh Tâm đến quầy lễ tân, nói thẳng yêu cầu của mình. Chào anh, mời anh xuất trình thẻ hội viên, lễ tân cung kính nói. Dương Thanh vứt ra một tấm thẻ ngân hàng, dứt khoát nói, làm hai tấm thẻ hội viên, có vấn đề gì không? Lễ tân thấy tấm thẻ đen trên tay Dương Thanh thì giật thót. Thái độ nền nã hơn gấp mấy chục lần, nở nụ cười chuyên nghiệp, thưa anh, thẻ hội viên chỗ chúng tôi chia làm hai tấm thẻ cao cấp nhất ấy. Lễ tân còn định giới thiệu nhưng đã bị Dương Thanh ngắt lời. Vì sòng bài trên tầng cao nhất có liên quan đến đời tư của một số nhân vật cộng cán, những ai muốn vào sòng bài đều phải bị kiểm tra tài sản. Làm thẻ hội viên chính là cách kiểm tra tài sản tốt nhất. Chẳng mấy chốc, hai tấm thẻ hội viên cao cấp nhất đã được làm xong. Muốn mất của Dương Thanh 2 triệu. Tính bảo mật của Tòa Thành Vương Giả rất cao, lên tầng cao nhất bắt buộc phải có người chuyên phụ trách, hơn nữa còn kiểm chứng bằng dấu vân tay. Anh giàu cũng không thể vung tay quá chán thế này chứ. Hai tấm thẻ hội viên thôi mà đốt tận 2 triệu, ăn cướp chắc. Đến khi nhân viên dẫn đường đưa họ lên tới tầng cao nhất xong, Tần Thanh Tâm liếc Dương Thanh một cái rồi nói. Dương Thanh cười, anh muốn về nhà sớm chút thôi mà. Bọn họ vừa ra khỏi thang máy thì nhìn thấy một chiếc bàn bày đầy mặt nạ, rõ ràng để tránh lộ thân phận của vài nhân vật có máu mặt. Dương Thanh tiện tay cầm một chiếc đeo lên mặt, sau đó nói với Tần Thanh Tâm, em tìm bố trước đi, chút nữa anh sẽ sang. Được. Tần Thanh Tâm biết rõ kế hoạch, có Dương Thanh ở đây nên cô cũng lo lắng gì, quay người đi vào sảnh. Đại sảnh rộng lớn, người đông như kiến, trong đó có rất nhiều người đeo mặt nạ. Phải thừa nhận rằng Tòa Thành Vương Giả làm ăn rất khấm khá. Chỉ riêng việc bảo mật thông tin khách hàng đã có thể thu hút rất nhiều khách trong giới thượng lưu. Còn có chế độ hội viên, chỉ riêng phí hội viên thôi đã là một khoản thu nhập ngất ngưởng rồi. Nguồn thu nhập chính của Tòa Thành Vương Giả chính là sòng bài trên tầng cao nhất này. Tâm Tâm, cậu tới rồi à? Tần Thanh Tâm vừa bước vào sảnh đã nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cô quay người thì nhìn thấy Tô San bạn học cấp 3 của cô, mặc một chiếc váy dài màu kem đi tới. Tô San trang điểm rất đơn giản, mặc chiếc váy hai dây dài màu kem, mang giày cao gót màu vàng nhạt, ngũ quan thanh tú được bao phủ bởi một lớp trang điểm nhẹ. San San, bố mình đâu? Tần Thanh Tâm vội bước lên trước, sốt sắng hỏi. Cậu đi theo mình. Tô San biết Tần Thanh Tâm nôn nóng nên cũng không hàn huyên gì, vội kéo tay Tần Thanh Tâm tới một bàn cược. Lúc Tần Thanh Tâm nhìn thấy Tần Đại Dũng, ông ta râu ria xồm xoàm, đôi mắt đỏ ngầu toàn là tơ máu, trong tay còn cầm mấy quân bài. Bố, bao nhiêu ngày rồi mà bố vẫn chưa chịu về nhà à? Chẳng mấy khi bài của Tần Đại Dũng đỏ như lúc này, tiếng của Tần Thanh Tâm lại đột nhiên vang lên. Tay cầm bài của ông ta chợt run, suýt chút thì để rơi bài xuống đất, ông ta hơi hoảng, sao con lại tới đây? Con mà không tới thì chắc bố quên luôn nhà mình ở đâu rồi. Tần Thanh Tâm nhìn thấy bộ dạng này của Tần Đại Dũng, nước mắt tuôn trào. Mấy ngày không gặp, Tần Đại Dũng râu ria xồm xoàm, gầy rộc, đầu tóc rối bù, trông cực kỳ nhếch nhác. Này ông Tần, mẹ kiếp, ông có chơi nữa không? Không chơi thì cút đi, đừng phí thời gian của bọn tôi. Lúc này, một tên chọc phú đeo vòng vàng nặng trĩu, mất kiên nhẫn nói. Chơi chứ sao không? Tần Đại Dũng vội trả lời, mặc kệ Tần Thanh Tâm đứng bên. Vứt mấy đồng chip ra, theo. Bố đừng chơi nữa, về nhà với con đi. Tần Thanh Tâm giơ tay ra định giật lấy bài của Tần Đại Dũng. Tần Đại Dũng chợt nổi cơn tam bành, một tay giữ bài, một tay đẩy Tần Thanh Tâm ra, giống giận, ông đây sắp đổi vận rồi, biến đi. Bố, con cầu xin bố đấy,
đừng cờ bạc nữa, được không bố? Tần Thanh Tâm đau khổ, cô thật sự đau lòng vì nhìn thấy bộ dạng này của Tần Đại Dũng chứ không phải diễn theo kế hoạch. Biến đi! Tần Đại Dũng giống lên giận dữ, sau đó tiếp tục vứt mấy đồng chip ra, tôi theo tiếp. Tôi mở bài. Một cầu trong bàn vứt mấy đồng chip lên bàn, mở bài luôn. Ha ha, tôi thắng rồi. Tên chọc phú đeo vòng vàng cười sang sảng, gom hết cả bàn chip về phía trước mặt mình. Tần Đại Dũng lại thua một mớ, chợt nổi giận đùng đùng, khó lắm bài của ông đây mới đỏ lên được chút xíu thì bị mày tới ám, mày cút đi cho tao. Cút liền đi, mắt Tần Thanh Tâm đẫm nước, cắn chặt cánh môi đỏ nhìn chằm chằm Tần Đại Dũng. Vừa nãy mấy cầu đánh bài kia đều tập trung chú ý chơi bài, kết thúc ván này xong họ mới nhìn thấy Tần Thanh Tâm. Bất chợt, ai nấy đều tỏ vẻ gian tà. Ông Tần, tôi thấy ông sắp thua sạch túi rồi, hay cho tôi mượn con gái ông chơi mấy ngày, tôi trả ông 1 triệu nhé. Lúc này, tên chọc phú đeo vòng vàng cười hề hề lên tiếng. Lúc gã nói chuyện, mắt cứ nhìn Tần Thanh Tâm chòng chọc. Mẹ kiếp, mày ngậm miệng lại cho ông. Tần Đại Dũng nổi giận, đứng bật dậy, thằng nào dám nhăm nhe con gái tao, tao có liều cái mạng già cũng tẩn chết hắn. Dương Thanh vốn rất bất mãn với Tần Đại Dũng nhưng nhìn thấy cảnh này, anh thầm khen Tần Đại Dũng. Chỉ là cứ như thế này, không biết kế hoạch của mình có thể tiến hành thuận lợi không? Gã chọc phú bị Tần Đại Dũng chửi thẳng mặt trước đám đông thì thấy bẽ mặt lắm, cũng đứng bật dậy, Tần Đại Dũng, mẹ kiếp, ông muốn chết đúng không? Đúng lúc này, Dương Thanh bước tới sau lưng gã chọc phú, bóp cổ gã rồi đẩy sang một bên. Cút sang bên chơi. Dương Thanh cố ý đè giọng. Gã chọc phú định chửi đồng lên nhưng lúc nhìn thấy mặt nạ của Dương Thanh thì nuốt ngược những lời định chửi xuống. Ở nơi này, tất cả những người đeo mặt nạ đều rất có thể là nhân vật lớn, gã chỉ là một tên nhà giàu mới nổi, không dám manh động. Tôi chỉ muốn cô ấy. Trước mặt mọi người, Dương Thanh ngồi xuống chỗ của gã chọc phú, vừa hay là đối diện với Tần Đại Dũng. Để bảo mật thân phận khách hàng tốt hơn, mặt nạ của tòa thành vương giả đều có hiệu quả biến âm tự động. Dương Thanh lại đeo mặt nạ nên Tần Đại Dũng không hề nhận ra anh. Mấy cầu còn lại trên bàn đều cực kỳ kích động. Những người đeo mặt nạ ở đây đa phần đều là những kẻ không thiếu tiền. Trong mắt bọn họ, những người đeo mặt nạ đều là những cây ATM di động. Quả nhiên Dương Thanh không để cho bọn họ thất vọng. Anh lấy một tấm thẻ đen đưa cho nhân viên phục vụ đứng bên rồi dặn, đi đổi cho tôi 10 triệu chip. Nghe lời Dương Thanh nói rồi lại nhìn tấm thẻ đen mà anh đưa. Những cầu đánh bài cùng bàn đều máu nóng cuồn cuộn. Tuy Tần Đại Dũng không biết thẻ đen có ý nghĩa gì nhưng nghe Dương Thanh nói đổi 10 triệu chip thì hơi thở của ông ta trở nên gấp gáp. Chẳng mấy chốc, nhân viên phục vụ đã bê một cái khay đầy chip sang, cung kính đặt trước mặt Dương Thanh. Chẳng mấy chốc tình hình bên này đã thu hút một đám đông vây lại xem. Cậu bạn này, cậu định chơi thế nào? Một tên bụng phệ chơi cùng bàn cười híp mắt nhìn Dương Thanh hỏi. Dương Thanh thờ ơ cười, tôi chỉ biết chơi so lớn nhỏ, ai muốn chơi thì ngồi lại, không muốn thì đi chỗ khác. Những người đứng xem đều háo hức, nghe so lớn nhỏ thì có vẻ chẳng có gì thú vị, nhưng tốc độ mỗi ván rất nhanh, vào chơi rồi thì kích thích hơn chơi bài 5 con nhiều. Mấy cầu cùng bàn nhìn nhau một cái rồi đồng loạt gật đầu đồng ý, không một ai đổi bàn. Dương Thanh cũng không để ý, cười nói, thế bắt đầu nhé. Được, chơi đi. Người chia bài bắt đầu sóc bài rồi chia, một bàn 5 người, mỗi người một lá. Dương Thanh vẫn không xem bài của mình, chỉ đợi người khác xem bài. 1.000, tôi theo 1.000, 2.000, theo 2.000. Chẳng mấy chốc, 4 người trong bàn bao gồm cả Tần Đại Dũng đã đặt cược, chỉ còn lại Dương Thanh. Dương Thanh tiện tay ném một đống chip ra, 1 triệu. Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người đều kinh hãi. Nếu không nhìn thấy đống chip Dương Thanh vứt ra bàn, mấy người chơi cùng bàn thậm chí còn nghi ngờ mình nghe nhầm. Tuy những người đến đây chơi đều không thiếu tiền, nhưng họ cũng không chơi theo cách này. Quy tắc của bài so lớn nhỏ là nhà cái đặt cược trước, những người còn lại có thể bỏ bài hoặc có thể cược theo. Mỗi lần cược bắt buộc phải cao hơn số tiền của người cược trước, nếu có người muốn lật bài thì buộc phải cược gấp đôi người trước. Cũng có nghĩa là, Dương Thanh cược 1 triệu thì những người khác có 2 lựa chọn. Hoặc là bỏ bài, hoặc là cược 2 triệu để lật bài. Vừa nãy mấy cầu đánh bài còn hừng hực khí thế, bây giờ đều đần người ra. Không phải bọn họ không có 2 triệu, nhưng nếu Dương Thanh cứ chơi kiểu này mãi thì sao?
chỉ có mình Tần Đại Dũng, hai mắt đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp, mắt ánh lên tia sáng. Ngoài Tần Đại Dũng, sắc mặt ba người còn lại đều mất tự nhiên. Bài của bọn họ lưng chừng, không lớn không nhỏ, hoàn toàn không có hy vọng thắng. Tôi bỏ bài. Tôi cũng bỏ, tôi cũng bỏ. Ba người khác đều bỏ bài, chỉ còn lại Dương Thanh và Tần Đại Dũng. Tôi theo 1 triệu. Tần Đại Dũng nhìn con ca bích trong tay, vứt ra 1 triệu chip không hề do dự. Tay ông ta vẫn đang run, chơi bạc bao lâu nay, đây là lần đầu ông ta chơi lớn như vậy, quan trọng là bài của ông ta rất lớn. Bộ bài 54 con, chỉ có 4 con A và 2 con Joker mới có thể thắng được ông ta, tỷ lệ thắng của ông ta rất lớn. Dương Thanh thờ ơ liếc nhìn số chip trước mặt Tần Đại Dũng, sau đó đẩy hết 9 triệu chip còn lại ra. 9 triệu. Mọi người rộ lên, bọn họ đều cực kỳ tò mò về thân phận của Dương Thanh. Tuy anh đeo mặt nạ nhưng nhìn tay của anh, chắc là một chàng trai trẻ. Cả cái Giang Hải này, nhiều người có thể dễ dàng lấy được 10 triệu tiền mặt nhưng không ai dám vung tiền như Dương Thanh. Tần Đại Dũng cũng ngơ cả người, nhìn đống 10 triệu chip trên bàn, mặt ông ta đờ đẫn. Bây giờ ông ta chỉ có 3 lựa chọn, một là bỏ bài, hai là cược theo 9 triệu, hoặc là cược 18 triệu để lật bài. Nhưng ông ta chỉ còn lại hơn 2 triệu, dường như chỉ còn đường bỏ bài thôi. Ông ta cầm con ca bích, sao nỡ bỏ bài được? Bố, con xin bố, đừng đánh bài nữa, theo con về nhà nhé. Mắt Tần Thanh Tâm ngập nước, đột nhiên nắm lấy cánh tay Tần Đại Dũng, nghẹn ngào nói. Cút, đừng phiền tao. Tần Đại Dũng đang giàu vì không có tiền cược nên đẩy Tần Thanh Tâm ra. Lúc này, trong mắt ông ta chỉ có đống chip ở giữa bàn. Dường như ông ta đã xác định, chỉ cần có tiền cược, ván này ông ta thắng chắc. Tần Thanh Tâm loạng choạng, may mà có Tô San đỡ nên mới không ngã. Mắt Dương Thanh lóe lên tia lạnh lẽo, nếu Tần Đại Dũng không phải là bố của Tần Thanh Tâm thì anh sẽ bẻ gãy cánh tay của ông ta vì cú đẩy này rồi. Ông Hồ, cho tôi mượn 10 triệu đi. Thắng ván này tôi trả cho ông 11 triệu. Tần Đại Dũng đột nhiên nhìn người đàn ông đứng tuổi bụng phệ cùng chơi, mượn tiền ông ta. Đương nhiên ông Hồ nhìn ra được Dương Thanh không phải là người đơn giản, e rằng tiếp tục chơi chỉ có nước thua, nên đâu dám cho Tần Đại Dũng mượn tiền. Tần Đại Dũng lại mượn tiền người khác, không một ai cho ông ta mượn cả. Đột nhiên ông ta nhìn Dương Thanh, ánh mắt điên cuồng, cậu cho tôi mượn 10 triệu, tôi chơi theo cậu. Tôi thắng rồi sẽ trả cậu 12 triệu. Ông ta vừa nói hết câu, nhiều người trợn tròn mắt, còn có người bật cười dần dật. Dương Thanh lắc đầu, Tần Đại Dũng nghiện bạc ăn vào máu rồi, đúng là hết thuốc chữa. Ông chắc chắn ván này ông thắng được tôi à, Dương Thanh chế giễu. Chắc chắn tôi sẽ thắng ván này, Tần Đại Dũng cực kỳ tự tin. Ông đã chắc chắn mình có thể thắng như vậy thì tôi cho ông một cơ hội. Không có tiền, có thể lấy vật khác ra cược. Giọng nói của Dương Thanh có vài phần lạnh lùng. Tần Đại Dũng chợt vui mừng, ý cậu là trên người tôi còn thứ gì đáng tiền sao? Tôi muốn cô ấy. Dương Thanh đột nhiên giơ tay, chỉ về phía Tần Thanh Tâm đang khóc sướt mướt. Anh nói, ông dùng cô ấy để đặt cược 18 triệu, nếu ông thua thì sau này cô ấy sẽ là người phụ nữ của tôi. Đương nhiên Tần Thanh Tâm biết anh là Dương Thanh nhưng vẫn cố ý tỏ ra sợ hãi, lùi về sau mấy bước. Sắc mặt Tần Đại Dũng cũng tái nhợt, ông ta nhìn đống hơn 10 triệu chip ở giữa bàn rồi lại nhìn con bài trên tay mình, sau đó nhìn Dương Thanh. Cậu chắc chứ? Trong lòng Tần Đại Dũng đã chắc mẩm mình sẽ thắng, nội tâm rằng co, đồng thời ông ta đột nhiên xác nhận với Dương Thanh. Đương nhiên! Giọng của Dương Thanh hoàn toàn lạnh lẽo. Tần Đại Dũng định dùng Tần Thanh Tâm để cược với mình thật, loại người như thế này thật sự không bằng cầm thú. Bố định lấy con ra đặt cược thật sao? Dù biết vốn dĩ mình đã là vợ Dương Thanh, dù Tần Đại Dũng có thua Dương Thanh thì cũng chẳng có gì thay đổi nhưng sau khi Tần Thanh Tâm nghe Tần Đại Dũng nói, cô vẫn cực kỳ đau lòng. Vác người đẹp đi. Tần Thanh Tâm lay lắc trực ngã, Dương Thanh nhìn thấy mà đau lòng. Nếu không phải vì giúp Tần Đại Dũng hoàn toàn cai bạc, anh tuyệt đối sẽ không chọn cách này. Đau ngắn còn hơn đau dài. Chỉ có thể để Tần Thanh Tâm chịu đựng sự vô tình của Tần Đại Dũng thôi. Tô San vội đỡ Tần Thanh Tâm, nghiến răng nghiến lợi nói, chú Tần, Thanh Tâm là con gái của chú đó, chú sẽ không vì cờ bạc mà đặt cược cả con gái của mình chứ. Tốt nhất là ông nên nghĩ kỹ đi rồi hãy quyết định có lấy con gái mình ra đặt cược không. Nếu ông thua thì tôi sẽ mang con gái ông đi,
cả đời này ông đừng hòng gặp được cô ấy nữa. Giọng trầm của Dương Thanh lại vang lên, đến lúc đó, ông sẽ không biết được rốt cuộc cô ấy đang ở đâu, cũng sẽ không biết được cô ấy sống có hạnh phúc hay không, thậm chí cô ấy còn sống hay đã chết, ông cũng không thể nào biết. Đương nhiên, cũng có thể ông sẽ thắng, thắng rồi thì hơn 10 triệu ở đây đều là của ông. Bây giờ nói cho tôi biết lựa chọn của ông đi. Dường như Dương Thanh phải nghiến răng khi nói ra những lời này. Ý muốn giết Tần Đại Dũng điên cuồng nảy nở trong lòng anh, nhưng anh biết, vì Tần Thanh Tâm, anh không thể làm như thế được. Bố, đừng cược nữa được không? Tần Thanh Tâm cầu xin. Muốn chơi thì tiếp tục, không muốn thì biến đi. Dương Thanh mất kiên nhẫn quát lên, giọng nói cực kỳ lạnh lùng. Cược, tôi lấy con gái ra cược với cậu, nếu thua thì con bé sẽ thuộc về cậu. Tần Đại Dũng nghiến răng nói câu này, vẻ mặt hết sức đau khổ. Tuy trong lòng ông ta vô cùng không nỡ nhưng ông ta chắc mẩm rằng mình sẽ không thua, chỉ cần ông ta thắng thì con gái sẽ không sao cả. Có nằm mơ Tần Thanh Tâm cũng không thể nào ngờ Tần Đại Dũng lại lấy mình ra để đánh cược, cô như người mất hồn. Thằng khốn này đúng là cầm thú mà, đến con gái mà cũng lấy ra đặt cược. Lần đầu tôi thấy kẻ xúc vật thế này đấy. Dù ông ta có thắng ván này cũng không thể nào thay đổi được sự thật là ông ta đã làm ra một chuyện cực kỳ cầm thú. Những người đứng quanh bắt đầu mắng mỏ, dù là những con bạc khác thì cũng nhìn ông ta bằng ánh mắt khinh bỉ. Những lời mắng chửi khó nghe lọt vào tai, Tần Đại Dũng biết được mình đã làm chuyện quá đáng. Ông ta cũng rất rõ, nếu thắng thì còn được, nhưng nếu thua thì ông ta sẽ mất đi cô con gái này. Thanh Tâm, con đừng sợ, chắc chắn bố sẽ thắng ván này. Chỉ cần bố thắng thì sau này sẽ không cờ bạc nữa. Tần Đại Dũng hơi không nỡ khi nhìn thấy Tần Thanh Tâm đau buồn. Ông ta an ủi Tần Thanh Tâm một câu rồi đỏ mắt nhìn Dương Thanh, quát lớn, tôi lật bài của cậu. Tách! Tần Đại Dũng tiện tay ném con ca bích lên bàn. Những người xung quanh nhìn con bài đều kinh ngạc, đột nhiên họ hiểu được vì sao Tần Đại Dũng lại dám lấy con gái ra để cược, thì ra ông ta cầm con bài lớn. Tô San cũng khẽ thở phào. Vội an ủi, Tâm Tâm, cậu đừng lo, con bài của chú Tần rất lớn, chắc chắn có thể thắng, không ảnh hưởng gì tới cậu đâu. Ha ha, bây giờ tôi có thể lấy hết đống chip này đi chưa? Tần Đại Dũng vứt bài xuống xong thì mặt mày hớn hở định sang lấy chip. Ông còn chưa thấy con bài của tôi mà đã chắc chắn ông có thể thắng vậy à, Dương Thanh đã đều. Tay Tần Đại Dũng bỗng khựng lại, cười khẩy, cậu còn chưa xem bài nữa mà. Không lẽ số cậu đỏ tới nỗi cầm A hoặc Joker? Sao không thể? Dương Thanh cười xùy, tiện tay lật con bài trên bàn lên. Một con bài đủ màu sắc xuất hiện dưới sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Họ nhốn nháo hẳn lên. Tần Đại Dũng thì càng sửng sốt, trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm con bài của Dương Thanh. Joker! Ông ta thua rồi, sao có thể? Cùng lúc đó, Dương Thanh đã đứng dậy đi đến bên cạnh Tần Thanh Tâm đang ngơ ngác. Nắm tay cô trước mặt tất cả mọi người. Từ nay về sau, cô ấy chính là người phụ nữ của tôi, không còn quan hệ gì với ông nữa. Dương Thanh lạnh lùng nói, giọng nói của anh lạnh thấu xương, dường như nhiệt độ cả sảnh bất chợt giảm xuống vài độ. Anh thả Tâm Tâm ra. Ai ngờ lúc này Tô San lại nắm lấy tay Tần Thanh Tâm, tức giận quát vào mặt Dương Thanh. Dương Thanh nhíu mày, tốt nhất đừng nên chọc điên tôi, nếu không tôi không ngại cho nhà họ Tô bốc hơi đâu. Dương Thanh đã điều tra từng người có quan hệ với Tần Thanh Tâm, không phải vì anh muốn thăm dò đời tư của cô mà chỉ để đảm bảo an toàn cho cô thôi. Còn Tô San là bạn thân của Tần Thanh Tâm, đương nhiên Dương Thanh biết được thân phận của cô ấy rồi. Cô gái này chính là cô chủ vàng ngọc của nhà họ Tô nhà giàu nhất Giang Hải, con gái một của Tô Thành Vũ. Cô ấy được bảo vệ rất nghiêm ngặt, thậm chí những nhà giàu khác ở Giang Hải cũng chưa ai gặp được cô ấy. Tô San nghe anh nói thì hoảng hốt, điều khiến cô ấy kinh ngạc là Dương Thanh đã nhận ra được thân phận của cô ấy. Những người khác không hề nghĩ nhà họ Tô mà Dương Thanh nói có liên quan gì đến nhà họ Tô giàu nhất Giang Hải. Họ chỉ cảm thấy khí phách của Dương Thanh phi phàm, chắc chắn là người trong gia tộc lớn. Mới đầu, mọi người đều tập trung vào ván bài, đến giờ phút này, bọn họ mới để ý nhìn Tần Thanh Tâm. Rất nhiều người chợt vỡ lẽ. Chắc chắn Dương Thanh đã ưng ý cô gái này nên mới tới đây cược. E rằng cho dù Dương Thanh có thua ván vừa nãy thì cũng sẽ tiếp tục chơi, chỉ cần anh có tiền thì chắc chắn có thể ép Tần Đại Dũng cược thua con gái. San San, cậu đừng lo cho mình, có
có chơi có chịu, nếu đã thua rồi thì từ nay về sau mình sẽ là người phụ nữ của anh ấy. Tô San còn định ngăn cản nhưng Tần Thanh Tâm đột nhiên lên tiếng. Lúc này mà Tô San có thể đứng ra bảo vệ mình, đó đã là niềm an ủi lớn lao cho tâm hồn bị tổn thương của Tần Thanh Tâm rồi. Tô San vẫn không chịu buông tay, nắm chặt lấy tay Tần Thanh Tâm, đỏ mắt nói với Dương Thanh, tôi cho anh 16 triệu, anh tha cho Thanh Tâm đi. Dương Thanh nghiêm mặt lại, từ trước đến nay, người phụ nữ của tôi không bao giờ là vật đem ra mua bán. Nếu cô không muốn liên lụy đến gia tộc của mình thì đừng lo chuyện bao đồng. Sự giằng co của Tô San đã nằm ngoài dự liệu của Dương Thanh. Vốn tưởng có thể uy hiếp được Tô San nhưng ai ngờ cô gái này lại cực kỳ cố chấp, nắm chặt tay Tần Thanh Tâm không chịu buông. Chỉ cần anh tha cho Thanh Tâm, anh muốn thế nào, tôi đều có thể thỏa mãn anh, Tô San nghiến răng nói. Dương Thanh cười xấu xa, làm gì cô cũng được à? Khốn kiếp, ý tôi không phải vậy, Tô San nghiến răng nghiến lợi. Nếu cô đã muốn dâng tận cửa thì tôi không khách sáo nữa. Dương Thanh dứt lời thì vác ngang Tô San lên vai, một tay nắm tay Tần Thanh Tâm, mang hai cô gái đi dưới cái nhìn kinh ngạc của mọi người. Khốn nạn, anh thả tôi xuống, thả tôi xuống. Tô San tức giận vùng vẫy, nhưng sao cô ấy có thể thoát được bàn tay của Dương Thanh? Cậu thả con gái tôi đi, cầu xin cậu tha cho con bé. Tôi là thằng khốn nạn, là cầm thú, cậu giết tôi cũng được, van cậu tha cho con gái tôi. Đừng dẫn nó đi. Tần Đại Dũng nãy giờ đang đờ đẫn, mãi đến giây phút này ông ta mới như chợt tỉnh lại từ trong mộng. Cứ nghĩ tới mình đã thua con gái vào tay người khác, cả đời không thể gặp lại con gái nữa thì ông ta hối hận khôn nguôi. Cuối cùng ông ta đã tỉnh ngộ, bất chấp tất cả xông tới trước mặt Dương Thanh, cản đường anh. Tránh ra. Dương Thanh quát lên. Bụp, Tần Đại Dũng quỳ thụp xuống trong sự kinh ngạc của mọi người. Đôi mắt đỏ ngầu không kìm được dòng nước mắt, khóc lóc cầu xin, tôi cắn rơm cắn cỏ xin cậu đừng dẫn con gái tôi đi. Tôi sẽ tìm hết mọi cách để gom đủ 16 triệu trả cho cậu, chỉ xin cậu tha cho con gái tôi. Tần Thanh Tâm thấy Tần Đại Dũng quỳ dưới chân Dương Thanh, lại nghe ông ta nói những lời này thì nước mắt tuôn trào. Cút, Dương Thanh lại không hề mềm lòng, hất Tần Đại Dũng ra. Vác Tô San, cầm tay Tần Thanh Tâm rời khỏi. Nếu mềm lòng vào lúc này thì tất cả mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể. Nhưng anh muốn đi, lại có người không cho anh đi. Lúc anh vừa định vào thang máy, mười mấy tên vệ sĩ lực lưỡng bất chợt xông ra bao vây anh lại. Chơi kích thích. Đột nhiên bị chặn đường, Dương Thanh có chút bực bội. Vốn dĩ anh đã nhịn lửa giận vì chuyện của Tần Đại Dũng rồi. Giờ có người chủ động gây chuyện thì có thể đoán được là anh đang bực dọc cỡ nào. Từ sau lưng mười mấy vệ sĩ, một người đàn ông trung niên trông rất giỏi giang đi tới. Sở dĩ nói trông người này giỏi giang là vì ông ta rất gầy, cao khoảng 1m8, phía trên mặc áo sơ mi hoa sặc sỡ, bên dưới là quần tây, áo sơ mi nhét vào trong lưng quần, chân mang giày da bóng loáng. Dáng người cân đối giống mannequin. Ông ta để tóc ngắn, khóe miệng hơi cong. Cả người tỏa ra vẻ lưu manh, trên cổ đeo ngọc hòa điền hình Phật Di Lặc, tay cầm tràng hạt bạch ngọc không ngừng gảy. Là Lưu Khải, ông chủ của tòa thành Vương Giả, sao ông ta lại tới đây? Không phải là vì cậu thanh niên vừa thắng được người phụ nữ kia chứ? Nghe nói là ở đây, chỉ cần là người mà Lưu Khải vừa ý, cuối cùng họ đều lên giường với ông ta thôi, hai cô gái kia đều là cực phẩm trong cực phẩm, sợ là rất khó mang đi. Nhìn thấy người đàn ông trung niên, những người đứng xung quanh đều vô cùng kinh ngạc, dường như họ sợ bị Lưu Khải nghe thấy nên tiếng bàn tán rất nhỏ, dù vậy Dương Thanh vẫn nghe thấy được. Nhóc con, trên địa bàn của tôi mà cậu cưỡng ép gái nhà lành thì không ổn đâu nhỉ. Lưu Khải cười tà, híp mắt nhìn Dương Thanh. Dương Thanh nhíu mày, đây là người do tôi thắng được, chẳng lẽ các người cũng muốn quản? Tôi không phải, anh mau buông tôi xuống, thả tôi ra. Tô San hét toáng lên, Dương Thanh bị ngăn lại khiến cô ấy như nhìn thấy tia hy vọng. Người đẹp cứ yên tâm, ở địa bàn của Lưu Khải này, chuyện tôi không cho phép thì không bao giờ được xảy ra. Lưu Khải nở nụ cười ga lăng, nhìn Tô San nói rồi mới nhìn sang Dương Thanh, người đẹp đã nói hết rồi, cô ấy không phải chiến lợi phẩm của cậu, cậu giải thích thế nào đây? Dương Thanh không muốn bị Tô San quấy rầy nên mới vác cô ấy đi. Nếu người phụ nữ đã không biết điều thì anh cũng không cần phải xen vào việc người khác, để Tô San lại là được. Hiện giờ tôi đi được rồi chứ?
Dương Thanh nắm bàn tay nhỏ bé của Tần Thanh Tâm, nhìn Lưu Khải nói. Không được, anh không thể đi. Có Lưu Khải, Tô San lại thấy tự tin hơn, cô ấy kéo tay Tần Thanh Tâm nói, Thanh Tâm là bạn thân của tôi, anh không thể mang cô ấy đi. Tần Thanh Tâm có chút sốt ruột, Dương Thanh và cô thương lượng hết rồi, họ diễn một vở kịch để làm Tần Đại Dũng hoàn toàn tuyệt vọng, sau đó bỏ cờ bạc. Thật không ngờ bạn thân của mình lại tìm mọi cách ngăn cản, trong lòng Tần Thanh Tâm cảm động nhưng cũng chỉ có thể lo lắng xuông, không thể giải thích. Cô ấy là do tôi thắng được, vậy đã là người của tôi. Tôi dẫn người của mình đi, cô có ý kiến, Dương Thanh lạnh lùng hỏi. Nếu là cậu thắng thì tất nhiên tôi không có ý kiến gì. Lưu Khải cười híp mắt nói rồi bỗng đổi giọng nói thêm, nhưng người đẹp kia có vẻ không muốn cậu dẫn bạn cô ấy đi. Đúng vậy, anh không thể mang cô ấy đi. Tô San nhìn về phía Dương Thanh, nghiến răng nghiến lợi nói, Tần Thanh Tâm là một người sống sờ sờ chứ không phải là tiền đặt cược. Dù chú Tần là bố cô ấy nhưng cũng không có tư cách đem cô ấy ra cá cược. Tôi cảm thấy người đẹp này nói đúng, hơn nữa ở tòa thành vương giả của tôi chưa từng có chuyện dùng người làm tiền cược đâu. Lưu Khải thừa cơ nói, không thì vậy đi, tôi cho cậu 20 triệu, coi như là chuộc thân cho người đẹp kia, nhiều hơn 4 triệu, đây cũng coi như là đền bù tổn thất cho cậu, được không? Xem ra hôm nay tôi không còn cách nào mang cô ấy đi được, phải không? Dương Thanh lạnh nhạt hỏi Lưu Khải hơi cong môi, hỏi ngược lại cậu thấy sao? Nhưng nếu tôi nhất định muốn mang đi thì sao? Vẻ mặt Dương Thanh nghiêm túc, trong giọng nói mang theo sự lạnh giá. Mọi người chung quanh đều khá ngạc nhiên, Lưu Khải quen biết nhiều nhân vật máu mặt của Giang Hải, dù tòa thành vương giả chỉ là một nơi ăn chơi nhưng địa vị Lưu Khải ở Giang Hải cực cao. Cho dù là người của gia tộc hạng một, không ai dám đắc tội ông ta. Hôm nay, Dương Thanh lại dám đối chọi với Lưu Khải trước mặt bao người, đây không phải là chuyện tốt. Ở địa bàn của tôi, nếu để cậu dễ dàng đưa người đẹp kia đi thì mặt mũi của tôi để đâu? Lưu Khải không hề coi Dương Thanh ra gì, cười mỉa cậu em, làm người thì đừng tham quá, tôi cho cậu số tiền nhiều hơn tới 4 triệu, nhiều đó đã không ít, để người lại, tôi thả cậu đi. Cậu em, cậu vẫn nên nghe anh Khải, lấy tiền rời khỏi đây đi. Đúng đó. Chỉ cần có tiền, cậu muốn loại phụ nữ nào mà trả được, đúng không? Giờ đối đầu với anh Khải, không lẽ cậu muốn chết? Đừng vì một người phụ nữ mà khiến mình mất mạng. Rất nhiều người tốt bụng khuyên bảo Dương Thanh, Lưu Khải thì vẫn híp mắt nhìn anh cười. Trong lòng Tần Thanh Tâm sốt ruột, bỗng nhiên cảm thấy hơi hối hận, biết trước vậy thì cô đã không làm rồi nhưng nếu nói ra sự thật thì chẳng khác nào bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể. Đúng là người tính không bằng trời tính mà. Khi Tần Thanh Tâm đang lưỡng lự không biết có nên nói ra sự thật không, Dương Thanh bỗng lên tiếng, nếu chuyện này bắt đầu từ đánh bạc, thế thì không bằng tôi và ông chủ Lưu chơi một ván đi. Nếu tôi thắng, tôi dẫn cô ấy đi, còn nếu tôi thua thì mặc ông xử lý, được không? Dương Thanh nói ra lời này, tất cả mọi người đều xôn xao, họ nhìn anh như nhìn thằng ngu vậy. Trên địa bàn của Lưu Khải mà muốn đánh bạc với ông ta, đây không phải muốn chết thì là gì? Nhóc con, cậu chắc chắn là muốn chơi với tôi chứ? Lưu Khải hỏi lại. Tôi chắc chắn nhưng không biết ông chủ Lưu có dám nhận lời hay không? Dương Thanh cố tình khích tướng. Mặc dù biết cậu đang khích tướng nhưng ở trong chỗ của mình mà bị người ta khiêu khích, nếu tôi không nhận lời thì sau này không còn mặt mũi lăn lộn nữa. Lưu Khải mỉm cười, nếu đã vậy thì tôi chơi với cậu, chơi thế nào đây? Đơn giản thôi, so lớn nhỏ. Được không? Dương Thanh nói. Bao nhiêu ván thì thắng? Lưu Khải hỏi. Cho tới khi đối phương nhận thua mới thôi. Trong mắt Dương Thanh lóe lên tia sáng sắc bén, ông muốn chơi thì tôi sẽ chơi đến khi ông tán ra bại sản. Ha ha! Lưu Khải sửng sốt một chút rồi cười phá lên, nhóc con, phải thừa nhận là cậu đã thành công trong việc chọc giận tôi rồi đấy. Cậu đã muốn chết, tôi sẽ theo. Những người khác không khỏi kinh ngạc. Nếu chỉ dùng một ván để quyết thắng thua thì có lẽ Dương Thanh còn có hy vọng chiến thắng, nhưng giờ thanh niên này lại chơi một cách điên cuồng như vậy, đúng là ngu xuẩn. Không phải thằng này bị thiểu năng chứ? Ai biết, ở chỗ anh Khải mà còn dám chơi như vậy, cậu ta không phải thiểu năng thì là gì? Ý của cậu ta là chơi tới khi anh Khải nhận thua hả? Ha ha! Bốn phía vang lên mấy tiếng móc mỉa nhưng cuộc đấu như vậy thật khiến người ta mong chờ. Trước đó, khi Dương Thanh đánh bạc với Tần Đại Dũng, họ đã xài hết 10 triệu,
hôm nay chơi với Lưu Khải, anh sẽ chơi bao nhiêu đây? Ván bài kỳ quái. Lúc mọi người đều tưởng bọn họ sẽ chơi ở sảnh lớn, Lưu Khải lại dẫn Dương Thanh đi vào phòng VIP nội bộ. Trong phòng VIP rộng lớn, ngoài Dương Thanh, Tần Thanh Tâm và Tô San, những người còn lại đều là người của Lưu Khải. Thậm chí đến cả bàn chip cũng có sẵn, chỉ cần Dương Thanh có tiền, muốn chơi bao lâu cũng được. Thằng danh con, trước giờ chưa ai dám khiêu khích tao ngay trên địa bàn của tao. Mày là người đầu tiên. Lưu Khải dựa lưng vào ghế, ngậm một điếu xì gà Cuba trong miệng. Một tên đàn em tự giác châm thuốc giúp ông ta. Dương Thanh lười nhiều lời, chỉ rút một tấm thẻ đen đưa cho Tần Thanh Tâm, đi đổi 5 triệu chip cho anh. Mặc dù Tần Thanh Tâm biết Dương Thanh có tiền, nhưng cô vẫn thấy không thoải mái khi anh tiêu tiền nhiều như vậy vì mình. Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi đổi chip cho anh. Nghe thấy Dương Thanh nói chỉ đổi 5 triệu, Lưu Khải cười lạnh, chỉ có 5 triệu mà cũng muốn chơi đến khi tôi nhận thua sao? Biết đâu tôi may mắn, thắng liên tục, ông chủ Lưu không chịu nổi sẽ nhận thua thì sao? Dương Thanh lạnh giọng đáp. Muốn ép tôi nhận thua trên địa bàn của tôi, cậu đang nằm mơ giữa ban ngày à? Lưu Khải cười nhạo nói. Mấy tên đàn em theo sau cũng chế giễu nhìn anh. Lưu Khải chợt thấy hối hận khi lãng phí thời gian với Dương Thanh. Lúc trước nghe đàn em báo cáo có người đẹp xuất hiện ở tầng cao nhất, ông ta đã theo dõi hết thảy mọi chuyện qua camera giám sát. Còn tưởng Dương Thanh vung tay tiêu 10 triệu thì thật sự có chỗ nào đó hơn người. Bắt đầu đi. Dương Thanh cũng không giải thích, đợi Tần Thanh Tâm mang chip tới, anh thả toàn bộ 5 triệu tiền chip vào giữa bàn. Thấy vậy, mặt Lưu Khải hơi biến sắc, ông ta vốn tưởng Dương Thanh chỉ dám chơi ít, thì ra anh đặt hết 5 triệu vào một lần cược. Không khỏi nghiêm túc hơn hẳn. Một người trẻ tuổi có thể tùy tiện tiêu tiền như vậy, ở Giang Hải cũng không có mấy người. Dương Thanh đã nói muốn chơi đến khi đối phương nhận thua, nghĩa là 5 triệu này chỉ là bắt đầu. Dù sao đây cũng là sân nhà của Lưu Khải, đương nhiên không thể thua khí thế. Ông ta cũng ném ra 5 triệu tiền chip, người chia bài bắt đầu chia bài, mỗi người một lá. Dương Thanh ném lá 4 lên mặt bàn. Lưu Khải chưa lật bài. Thấy anh ném lá 4 ra thì bật cười ha hả, hình như cậu không may mắn cho lắm. Ông tự tin vậy sao? Nhớ con bài của ông là con 3 thì sao? Dương Thanh chào phúng nói. Lưu Khải cười nhạo đáp, chỉ sợ sẽ khiến cậu thất vọng. Dứt lời, ông ta liền lật bài mình lên, không thèm nhìn đã định giơ tay thu lại chip. Anh Khải! Tên đàn em sau lưng ông ta vội vàng nhắc nhở một câu. Lưu Khải trừng mắt nhìn anh ta, nói mẹ đi. Anh thua rồi. Tên đàn em kia lý nhí nói. Tao biết, từ từ, mày vừa nói gì? Lưu Khải vừa đặt tay lên đống chip, nghe thấy đàn em nói vậy liền giật mình nhìn lại bài. Khi thấy lá ba rõ mồn một trước mắt, ông ta sững sờ. Ông chủ Lưu, tự tin là tốt, nhưng tự tin quá mức sẽ trở thành trò cười, Dương Thanh lên tiếng châm chọc. Gương mặt Lưu Khải trắng bệch, lén lút lườm người chia bài. Người chia bài kia bị dọa sợ rét run. Anh hùng không thắng 3 ván đầu, mới chỉ bắt đầu, bây giờ tôi thua chứng tỏ may mắn đang chờ phía sau, Lưu Khải cười nói. Dương Thanh cười lạnh, không thèm thu lại 10 triệu chip kia mà thản nhiên nói, ván này tôi cược 10 triệu. Chia bài đi, Lưu Khải híp mắt nhìn Dương Thanh, cũng bỏ 10 triệu theo. Bài tiếp tục được chia. Dương Thanh lại tiện tay lật lên, là con 5, một lá bài nhỏ. Lưu Khải cười khẩy, cậu nên thua ván này rồi đấy. Dứt lời, ông ta lật bài ra. Giờ phút nhìn thấy con số trên lá bài, ông ta ngơ ngác, lại thua rồi. Con 4 màu đỏ hiện ra. Dương Thanh mỉm cười, xem ra hôm nay tôi rất may mắn. Sắc mặt của Lưu Khải rất khó coi. Thua cũng không sao, nhưng ông ta đã thua liên tục 2 ván trên sân nhà của mình, người của mình chia bài. Quan trọng là bài của đối phương đã rất nhỏ, bài của ông ta còn nhỏ hơn. Tôi đặt hết 20 triệu. Dương Thanh thản nhiên cười, tiếp tục. Ván nào cũng là Dương Thanh thắng, đến cả cơ hội đặt cược trước Lưu Khải cũng không có, hoàn toàn bị anh dắt mũi. Dương Thanh cược bao nhiêu, ông ta chỉ có thể theo bấy nhiêu. Ván bài thứ 3 bắt đầu. Khi Dương Thanh lật ra con 6, mặt người chia bài biến sắc. Bởi vì vừa rồi lúc trộn bài, cô ta đã động tay vào, không thể là con 6 được. Hiện giờ cô ta chỉ có thể đặt hy vọng lên Lưu Khải. Mong ông ta thắng được ván này. Lưu Khải cũng hơi sợ hãi, không phải vì sợ thua mà ván bài này thực sự rất kỳ quái.
ba ván liên tiếp bài của Dương Thanh xuất hiện theo thứ tự 4, 5, 6, còn của ông ta trong hai ván trước là 3 và 4. Ông ta sợ lần này bài của ông ta sẽ là con 5, không chỉ mình Lưu Khải nghĩ vậy, mọi người cũng có cùng ý nghĩ, chăm chú nhìn ông ta lật bài lên. 5. Trông thấy lá bài được Lưu Khải lật lên, tất cả đều kinh hãi, sắc mặt Lưu Khải cũng cứng đờ. Con mẹ mày, nếu còn chia cho tao thứ bài rác rưởi như vậy, tao sẽ đập chết mày. Lưu Khải sầm mặt mắng chửi người chia bài, khiến cô ta sợ phát khóc. Dương Thanh cười nói, ông chủ Lưu, ông thua nhiều quá chơi không nổi nữa à? Không phải vừa rồi đã nói anh hùng không thắng 3 ván đầu sao? Bây giờ mới là ván thứ 3, ông đã gấp thế à? Thằng oát, tốt nhất mày câm miệng lại cho tao. Tao không ngại tẩn cho mày một trận đâu, Lưu Khải nghiến răng nghiến lợi. Nếu ông chủ Lưu không chơi nổi có thể nhận thua mà, sao phải uy hiếp tôi? Dương Thanh không hề e sợ, cười khẩy, tôi cũng không cần ông chủ Lưu nhận thua. Tôi sẽ không lấy đi số tiền vừa thắng được, đổi lại ông thả chúng tôi rời đi, thế nào? Chỉ vẻn vẹn 35 triệu thôi, ông đây vẫn chơi tiếp được, Lưu Khải cả giận nói. Dương Thành chỉ cười đáp, mới chơi 3 ván đã thua 35 triệu. Nếu còn thua tiếp, chỉ e ông không gánh nổi nữa đâu. Con mẹ mày câm họng ngay cho tao. Lần này Lưu Khải thực sự bị chọc giận, chỉ nghe thấy bịch một tiếng, một khẩu súng câu ngắn nặng nề rơi xuống mặt bàn. Thấy đối phương lấy súng, Tần Thanh Tâm và Tô San đều hốt hoảng. Dương Thanh vẫn bình tĩnh nói, ông chủ Lưu muốn tiếp tục thì tôi theo tới cùng. Ván thứ tư tôi cược 40 triệu. Trước mặt Lưu Khải đã không còn chip, ông ta giận dữ giống lên, mẹ chúng mày mù hết rồi à. Mau lấy thêm chip cho tao. Đàn em vội vàng mang một đống chip tới. Người chia bài cũng sợ ngây người. Cả ba ván trước cô ta đều lén lút giở trò, nhưng lần nào chia bài cũng rất kỳ quái. Cô ta chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Cô ta tiếp tục chia bài. Dương Thanh vẫn như những lần trước, nhận được bài lập tức lật lên. Khi thấy lá bảy được lật ra, tất cả mọi người đều sửng sốt. Vẻ mặt của Lưu Khải đã méo sạch, lạnh lùng nhìn người chia bài, nếu bài của tao là con sáu mà mày không thể giải thích được thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nói xong, Lưu Khải lật bài của mình lên. Ai cho phép? Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm tay của Lưu Khải, chỉ sợ bỏ lỡ màn kịch kích thích nhất. Bốp! Lưu Khải nặng nề lật bài lên. Sáu! Vãi trưởng, thật sự là sáu này. Sao lại như vậy? Mọi người đều kinh ngạc trợn tròn mắt. Tần Thanh Tâm và Tô San cũng ngơ ngác nhìn. Bọn họ vốn là sinh viên tài chính, hiểu rất rõ về xác suất. Chuyện này hầu như không có khả năng xảy ra. Ván đầu tiên, bài của Dương Thanh là con 4, của Lưu Khải là con 3. Ván thứ hai, bài của Dương Thanh là con 5, của Lưu Khải là con 4. Ván thứ ba, bài của Dương Thanh là con 6, của Lưu Khải là con 5. Nếu chỉ một hai lần thì còn có thể là trùng hợp, nhưng 4 lần liên tiếp đều ra bài nhỏ như vậy, mà mỗi lần chỉ thua một điểm. Xác suất xảy ra chuyện này quá nhỏ, sao có thể? Quan trọng đây là địa bàn của Lưu Khải, người chia bài cũng là người của ông ta. Trừ lúc chạm vào bài mình được phát, Dương Thanh không hề tiếp xúc với lá bài nào khác. Hơn nữa anh vẫn luôn ngồi ở đó, đến cả đổi chip cũng là Tần Thanh Tâm đi đổi. Cho nên anh không thể có cơ hội chơi bẩn, cho dù dở trò cũng chỉ có thể là người chia bài. Chuyện này quá kỳ lạ, không ai tin sẽ có sự trùng hợp như vậy. Mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía người chia bài. Người chia bài nhìn thấy bài của Lưu Khải đã sợ mất hồn, toàn thân mềm nhũn. Bịch! Cô ta quỳ luôn xuống dưới chân Lưu Khải hoảng hốt nói, anh Khải, không phải em làm, thật sự không phải em. Không phải mày, chuyện khó có khả năng xảy ra như vậy, mày giải thích thế nào với tao? Lưu Khải đứng dậy, mặt đỏ gay. Ông ta chưa bao giờ tức giận tới vậy. Em thực sự không biết. Người chia bài là một cô gái xinh đẹp, bị dọa khóc giống lên. Lớp trang điểm trên mặt bị nước mắt làm nhòe đi. Ông chủ Lưu, ông không chơi nổi nữa à? Dương Thanh chợt lên tiếng. Con mẹ mày ngậm mồm lại cho tao. Lưu Khải giơ tay chỉ Dương Thanh, mày chán sống rồi phải không? Dám gian lận trên địa bàn của tao. Ông nói vậy hơi quá đáng rồi đấy. Địa bàn của ông, người chia bài cũng là người của ông. Từ khi ngồi vào đây tôi chưa từng đứng dậy, sao có thể gian lận được? Bị Lưu Khải nghi ngờ gian lận, Dương Thanh không hề tức giận mà cười nói,
Xác suất trúng thưởng khi mua xổ số rất thấp nhưng hầu như kỳ nào cũng có người trúng. Tôi chỉ mới thắng ông 4 ván liên tiếp, tại sao không thể là vì tôi may mắn? Nếu mày đã nói là may mắn, tao cũng muốn xem sau khi đổi người chia mày còn may mắn được như vậy không? Lưu Khải cũng không tìm ra chứng cứ Dương Thanh và người chia bài gian lận, chỉ có thể tiếp tục chơi. Ông ta gọi đàn em phía sau, thằng Ba lên chia bài đi. Ba là giám đốc quản lý sòng bạc trên tầng cao nhất, hiển nhiên rất được Lưu Khải tin tưởng. Dương Thanh vẫn sửng dưng nói, không sao, cho dù ông chủ Lưu tự chia bài tôi cũng không có ý kiến. Thấy anh bình tĩnh như vậy, Lưu Khải lại hơi lo lắng. Chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng hợp? Đương nhiên, ông ta sẽ chỉ nghĩ trong đầu chứ không nói ra lời. 80 triệu. Giống như trước đó, Dương Thanh vẫn đặt cược tất cả số chip. Lưu Khải cũng đặt 80 triệu theo. Thấy đống chip khổng lồ trên bàn, đám đàn em của Lưu Khải đều thèm rõ rãi. 160 triệu đó. Ba lấy một bộ bài mới bắt đầu trộn bài. Ngón tay của anh ta vừa mảnh vừa dài, rất linh hoạt, động tác trộn bài vô cùng đẹp mắt. Nếu anh ta không có tài năng sao có thể được phụ trách sòng bạc ở tầng cao nhất? Mấy động tác nhỏ của anh ta đều bị Dương Thanh nhìn thấy, nhưng anh không thèm nói ra. Ba cũng không phát hiện lúc anh ta đang trộn bài, đôi tay vẫn luôn đặt dưới gầm bàn của Dương Thanh chợt búng một mảnh gỗ cực nhỏ ra ngoài. Bốp! Ngay sau đó, ba ngừng trộn bài, châm chọc nhìn Dương Thanh có cần đảo bài không? Dương Thanh lạnh nhạt đáp, chia luôn đi. Lưu Khải vẫn luôn nhìn chằm chằm Dương Thanh, sợ anh giấu bài hoặc lén lút chơi xấu. Nhưng ông ta phải thất vọng vì trừ lúc ba chia bài, hai tay Dương Thanh đều để trên mặt bàn, không thể nào giấu bài được. Lưu Khải lập tức cầm bài lên nhìn, sau đó thở phào một hơi. Bộp! Ông ta đập con Joker đen xuống bàn, cười khẩy, để xem mày còn thắng ván này kiểu gì. Con khốn này đúng là thông đồng với thằng Watt kia. Dám gian lận trước mặt anh Khải. Tôi biết mà, sao có thể trùng hợp thắng liền ba ván được. Bây giờ mới biết con ả kia thông đồng với thằng nhóc này từ trước. Dương Thanh còn chưa lật bài, đàn em của Lưu Khải đã tin chắc anh sẽ thua, thi nhau mắng chửi người chia bài trước. Người chia bài kia hoảng sợ không ngừng xin tha, nói mình không quen Dương Thanh. Ê nhóc con, sao hả? Có phải bây giờ không dám lật bài nữa rồi không? Dám gian lận trên địa bàn của tao, dù mày là ai, tao cũng không tha, Lưu Khải phách lối dọa nạt. Dương Thanh chỉ cười nói, vẫn là câu nói kia, tôi không cần ông nhận thua. Chỉ cần để tôi đưa cô gái này rời đi, tôi sẽ không lấy một đồng tiền thắng nào. Con mẹ mày, muốn đi hả? Đừng mơ, mau lật bài của mày ra đi, Lưu Khải mắng. Dương Thanh lắc đầu nói, muốn giữ thể diện cho ông mà ông lại không chịu. Vậy thì tôi chỉ có thể tiếp tục thắng. Dứt lời, anh lật bài của mình lên. Một lá Joker sặc sỡ hiện ra. Thấy vậy, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Lần này vẫn chỉ là trùng hợp thôi sao? Từ ván đầu tiên đến ván thứ 5, Dương Thanh đều thắng toàn bộ, mỗi lần chỉ lớn hơn bài của Lưu Khải một chút. Trong số 160 triệu chip trên bàn, ngoại trừ 5 triệu Dương Thanh đặt cược lúc đầu, còn lại đều là Lưu Khải thua anh. Ông chủ Lưu, có vẻ tôi vẫn rất may mắn. Hôm nay phải mua xổ số mới được, biết đâu lại có thể trúng thưởng. Dương Thanh ung dung lên tiếng khi mọi người đều đang khiếp sợ. Sắc mặt của Lưu Khải cũng tối sầm. Anh Khải, không phải em, thằng nhãi này có vấn đề. Ba cũng vừa sợ vừa kinh ngạc, bây giờ anh ta mới nhận ra, không phải người chia bài trước đó phản bội Lưu Khải mà là Dương Thanh có vấn đề. Đương nhiên Lưu Khải cũng nhìn ra được, nhưng ông ta nghĩ mãi không ra Dương Thanh không hề chạm vào bài. Sao lại làm được như vậy? Ông chủ Lưu, có chơi tiếp không? Dương Thanh cười lạnh nói, tôi đặt hết 160 triệu. Cứ chơi tiếp có lẽ tao sẽ thua không còn cái quần đùi. Lưu Khải lắc đầu, châm xì gà chậm rãi hút, bình tĩnh nói, tao nhận thua. Mày muốn hai con đàn bà này thì tao cho. Đám đàn em nghe xong đều sửng sốt, không ngờ Lưu Khải lại chịu nhận thua. Mọi người nhìn chằm chằm Dương Thanh. Rốt cuộc chàng trai trẻ tuổi đeo mặt nạ này là ai? Tô San nhìn Dương Thanh bằng ánh mắt phức tạp. Ban đầu cô ta rất ghét người đàn ông thắng bạc dẫn bạn thân của mình. Nhưng khi thấy anh nhiều lần thắng được Lưu Khải, sự chán ghét trong lòng cô ta đã biến mất, thay vào đó là hiếu kỳ. Tần Thanh Tâm cũng thở phào một hơi. Kết thúc rồi, cô chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây. Dương Thanh chậm rãi đứng lên, xin cảm ơn.
mấy ván bài vừa rồi chỉ là chơi cho vui, tôi không lấy tiền. Còn 5 triệu tôi đặt cược lúc đầu coi như là quà xin lỗi tặng ông chủ Lưu. Dứt lời, anh nắm tay Tần Thanh Tâm định rời đi. Tao cho mày đi chưa? Lưu Khải ở phía sau chợt lên tiếng. Dương Thanh quay lại thì thấy ông ta đang cầm khẩu súng câu kia, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào đầu anh. Chết đi! Dương Thanh ngạc nhiên, không ngờ lại bị người ta nhắm súng vào đầu. Nếu anh nhớ không nhầm, đây đã là lần thứ 3. Lần đầu tiên ở nhà họ Quan, nhưng ngay sau đó 100 người trang bị súng ống đầy đủ xuất hiện dẫn toàn bộ người nhà họ Quan đi. Nếu không phải gia tộc này còn giá trị lợi dụng thì đã bị diệt từ lâu. Lần thứ 2 ở nhà họ Dương của Châu Thành, hơn 10 tay súng bị Dương Thanh lấy mạng trong nháy mắt, cả gia tộc sụp đổ. Đây là lần thứ 3. Dương Thanh chợt thấy buồn cười, anh mới trở về Giang Hải được 2 tháng đã 3 lần bị người ta nhắm súng vào đầu. Tần Thanh Tâm và Tô San thấy vậy kinh hãi tột độ. Bọn họ đều là những cô gái chân yếu tay mềm, chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vậy. Tần Thanh Tâm vô thức muốn ngăn trước người Dương Thanh nhưng anh lại dùng sức kéo cô ra sau lưng bảo vệ kín kẽ. Ông chủ Lưu, ông thua rồi mà không chịu nhận à? Dương Thanh híp mắt nói, chẳng hề mảy may sợ hãi. Hiện giờ anh đang đeo mặt nạ nên không ai nhìn ra được nét mặt của anh. Thằng nhãi, tao nhận thua rồi, cũng đồng ý cho mày hai ả đàn bà này. Nhưng tao không nói cho mày rời đi. Lưu Khải uy hiếp, tao cho mày 2 lựa chọn. Một là theo tao làm việc, lương 10 triệu một năm. Hai là mày bỏ mạng tại đây. Lưu Khải rút súng không phải để giết Dương Thanh mà vì công nhận thủ đoạn của anh. Ông ta biết rõ anh gian lận nhưng lại không tìm ra chứng cứ. Nếu có người như anh đi theo, tòa thành Vương giả sánh vai với 4 gia tộc lớn nhất Giang Hải chỉ là vấn đề thời gian. Hai em ra ngoài đợi anh. Dương Thanh chợt nói với Tần Thanh Tâm. Lúc này Tần Thanh Tâm cũng không sợ để lộ quan hệ với Dương Thanh, níu tay anh lo lắng hỏi, vậy còn anh thì sao? Tô San vẫn tưởng Dương Thanh là người xấu thắng bạc chiếm đoạt bản thân mình. Bây giờ cô ta mới nhận ra mọi chuyện không như mình nghĩ. Cô ta không biết nhưng Lưu Khải đã biết từ trước. Dù sao đây cũng là địa bàn của ông ta. Từ khi biết ở đây có 2 người đẹp xuất hiện, ông ta đã biết Tần Thanh Tâm tới cùng Dương Thanh. Dương Thanh dịu dàng nhìn cô Tâm. Em hãy tin anh, không sao đâu. Nghe lời anh, ra ngoài trước đi. Giọng nói của anh có sức mê hoặc rất lớn, khiến Tần Thanh Tâm suýt nữa đã đồng ý theo bản năng. Nhưng nghĩ tới tình cảnh hiện giờ của anh, cô vẫn rất lo sợ. Tin anh. Dương Thanh chân thành nói. Tần Thanh Tâm biết nếu mình ở lại sẽ chỉ vướng chân vướng tay anh, cuối cùng cũng chịu nghe lời, đỏ mắt nói em chờ anh ở ngoài. Nếu anh xảy ra chuyện, em sẽ không sống một mình. Yên tâm, anh sẽ không sao. Cứ ra ngoài chờ anh, Dương Thanh cười nói. Tần Thanh Tâm gật đầu dẫn Tô San rời đi. Sau đó, trong phòng VIP chỉ còn lại người của Lưu Khải, bọn họ đang nhìn chằm chằm Dương Thanh. Hình như mày không hề sợ tao. Lưu Khải đột nhiên hỏi, sắc mặt cũng nghiêm túc hẳn lên. Dương Thanh tự tin khiến ông ta cảm thấy áp lực, cùng với biểu hiện của anh trong những ván bài vừa qua cũng khiến ông ta rất bất an. Dương Thanh bỗng đi thẳng về phía trước, Lưu Khải là người cầm súng nhưng hiện giờ ông ta lại bị dọa sợ tay run lẩy bẩy. Đám người còn lại thấy thế cũng nhao nhao rút súng ra nhắm vào Dương Thanh. Bước chân của anh không hề dừng lại, đi thẳng tới ghế ngồi, tiện tay tháo mặt nạ ra đặt lên bàn đánh bài rồi ngồi xuống. Tên đầu chọc bên cạnh Lưu Khải nhìn thấy mặt của Dương Thanh liền chết sững, như nhìn thấy một người rất khủng bố. Một Giang Hải nhỏ bé vẫn chưa có ai đủ tư cách để sai tôi làm việc, ông lại càng không. Dương Thanh bình thản nói, tiện tay cầm một lá bài lên đùa nghịch. Nghĩa là mày chọn cái thứ hai, Lưu Khải nghiến răng hỏi. Nếu vừa rồi cho Dương Thanh đi thì chuyện bây giờ cũng sẽ không xảy ra, nhưng đã lỡ ngăn cản thì ông ta chỉ có thể làm đến cùng. Ông cảm thấy ông có thể giết được tôi à, Dương Thanh bật cười quái dị. Đáy mắt Lưu Khải xẹt qua một tia sợ hãi. Dương Thanh bị nhiều người nhắm súng vào như vậy mà không hề sợ sệt, lại mỉm cười. Loại người này nếu không phải thằng đần thì chính là thằng điên. Anh có thể ép ông ta nhận thua thì không thể là thằng đần, chỉ có thể là thằng điên. Có phải mày nghĩ bên ngoài người đông, tao mà nổ súng sẽ bị phát hiện không? Lưu Khải chỉ nghĩ được như vậy, cắn răng nói, tao có thể nói cho mày biết, ở đây tao chính là vua. Đừng nói là ở trong phòng VIP.
kể cả tao có giết mày ở bên ngoài cũng sẽ không vấn đề, mày tin không? Ông nói nhảm nhiều quá. Dương Thanh khinh thường cười một tiếng, liếc mắt nhìn đám người còn lại, tôi cho các người một cơ hội đổi đời. Ai giết được ông ta, thế lực ngầm ở Giang Hải sẽ thuộc về người đó. Lưu Khải trợn trừng mắt, không ngờ Dương Thanh dám công khai dụ dỗ đàn em của ông ta giết ông ta. Thằng danh con, tao thấy mày chán sống rồi đấy. Ông ta giận dữ gào lên, chưa kịp nói hết câu đã thấy lành lạnh sau ót, không cần nghĩ cũng biết là hỏng súng. Cường Trọc, mày đang làm cái quái gì vậy? Những người khác thấy Cường Trọc làm vậy liền đổi hướng nhắm súng vào gã. Dương Thanh hào hứng xem kịch, anh đã từng gặp gã, biết gã là ông chủ Vương Cường của Nai Lai. Lần trước gã âm mưu lừa Tần Đại Dũng nợ gã 5 triệu, kết quả bị Dương Thanh trả lại một xe tải chở đầy tiền xu. Lưu Khải không dám quay đầu, gằn giọng nói, Vương Cường mày điên rồi à? Sao mày dám dí súng vào đầu tao? Ông đừng nói nhảm nữa, mau bảo họ bỏ súng xuống không tôi sẽ bắn chết ông. Vương Cường tàn nhẫn nói, trong mắt ngập tràn thù hận. Mày dám sao? Lưu Khải giống lên. Hay để tôi thử xem. Vương Cường vừa dứt lời, ngón trỏ đã chạm vào cò súng. Lưu Khải nghe thấy tiếng cò súng di chuyển, lập tức sợ hãi hét lớn, con mẹ nó, bọn bây bỏ súng xuống mau. Lúc này, Vương Cường mới dừng bóp cò, nhưng sát khí trong mắt vẫn cuồn cuộn dâng trào. Mặc dù tao cướp mất Nai Lai của mày nhưng tao không hề bạc đãi mày, còn nâng đỡ mày làm ông hai của tòa thành vương giả. Tại sao bây giờ mày lại chĩa súng vào đầu tao? Lưu Khải không cam lòng nói. Mẹ nó, ông coi tôi là thằng ngu à? Vương Cường gầm lên, cho tôi làm ông hai để làm cái mẹ gì? Không hề có thực quyền, thậm chí còn bị ông sai người giám sát. Chẳng qua ông giữ tôi lại để ổn định đám đàn em cũ của tôi thôi. Ngày ông thực sự nắm giữ được Nai Lai sẽ là ngày chết của tôi. Mày đừng kích động. Nếu mày không muốn làm ông hai của tòa thành vương giả thì tao sẽ trả Nai Lai lại cho mày. Dứt lời, ánh mắt Lưu Khải đột nhiên tối lại. Đồng thời, họng súng vốn đang nhắm vào Dương Thanh lại quay sang dí sát cằm Vương Cường, ngón trỏ nhanh chóng vươn tới cò súng. Vương Cường không ngờ Lưu Khải bị mình dí súng uy hiếp mà vẫn dám hành động. Đến khi gã kịp phản ứng lại, định di chuyển nòng súng thì đã bị Lưu Khải nhắm súng vào. Chết đi! Lưu Khải giữ tợn gầm lên. Tàn nhẫn bóp cò. Thân thể mềm mại. Đám đàn em của Lưu Khải đều rất hờ hững, dường như đã đoán trước được điều này. Dương Thanh cũng hơi kinh ngạc, không ngờ Lưu Khải lớn gan tới vậy. Cho dù đây là địa bàn của ông ta nhưng chỉ cần tiếng súng vang lên, ông ta chắn chắn không thoát khỏi liên quan. Vương Cường định chuyển họng súng nhưng không kịp. Vậy mà trong mắt gã chẳng mảy may sợ hãi, chỉ ngập tràn thù hận và không cam lòng. Vèo. Giây phút Lưu Khải định bóp cò, một lá bài đột nhiên xé gió lao tới. Phập! Ông ta chưa kịp bóp cò đã bị lá bài chặt đứt bàn tay đang cầm súng. Cả bàn tay và súng đều rơi xuống đất, bên cạnh là lá bài bị máu tươi nhuộm đỏ. Á! Ngay sau đó, tiếng gào thét đau đớn vang vọng khắp căn phòng. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Dương Thanh, ai cũng hoảng sợ. Không biết từ bao giờ anh đã cầm một sấp bài nhỏ, đang thuận tay đùa nghịch. Cái đầu chọc lốc của Vương Cường như đang bị gội, mồ hôi túa ra như mưa chảy thẳng xuống mắt, gã mới giật mình chớp mắt vài cái. Đám đàn em của Lưu Khải đều sợ run cầm cập. Vừa rồi Vương Cường dí súng vào đầu Lưu Khải ép bọn họ đặt súng xuống bàn, hiện giờ không ai dám cầm lên. Lưu Khải ôm cánh tay phải bị chặt, đau đớn lăn lộn trên đất. Chẳng mấy chốc, tiếng rên rỉ im bặt, ông ta đã ngất. Từ khi Dương Thanh đi vào phòng VIP theo Lưu Khải, rất nhiều người hóng hớt chờ ở ngoài. Nào ngờ không thấy anh đi ra mà lại nghe thấy tiếng kêu rên. Dám gây sự trên địa bàn của anh Khải đúng là không biết tự lượng sức mình. Bây giờ thì hay rồi, chắc là đã bị anh Khải đánh cho phế rồi. Tiếng kêu này thật thảm, xem ra thằng nhóc kia đột nhiên bị đánh trọng thương mới kêu thành như vậy. Ngừng kêu rồi, chắc là ngất rồi đấy. Đám người hóng hớt ngoài cửa nhao nhao bàn tán. Chỉ nghe tiếng kêu khó có thể xác định là ai, nhưng không một ai cho rằng Lưu Khải là người kêu rên. Tần Thanh Tâm vốn đang rất lo lắng lại càng hoảng hốt. Cô rất quen thuộc với giọng nói của anh, tiếng kêu này không quá giống với anh. Nhưng trong căn phòng đó ngoại trừ Dương Thanh đều là người của Lưu Khải. Tần Thanh Tâm cũng không để ý được nhiều, chỉ muốn xông thẳng vào trong.
thế nhưng có hai người vệ sĩ trông coi ở ngoài cửa, cô không thể vào được. Anh tên là gì? Dương Thanh chợt nhìn sang Vương Cường vẫn chưa hết hoảng sợ. Lúc đầu ở Nai Lai, Vương Cường đã cảm Dương Thanh không đơn giản. Hôm nay thấy anh chỉ dùng một lá bài đã cắt đứt bàn tay của Lưu Khải, gã lại càng thêm chắc chắn. Bị Dương Thanh hỏi, toàn thân gã run lên, lập tức quỳ rạp xuống cúi đầu, cung kính nói tôi tên Vương Cường. Từ hôm nay trở đi xin nghe theo mọi sự sai bảo của cậu Thanh. Những người còn lại thấy vậy đều kinh hãi. Vương Cường không có thực quyền ở tòa thành Vương Giả, ông hai chỉ là một cái danh hão. Nhưng lúc gã còn nắm giữ Nai Lai cũng là một ông lớn của thế giới ngầm Giang Hải. Vậy mà giờ đây gã lại quỳ xuống trước một chàng thanh niên. Mặc dù Dương Thanh dùng một lá bài chặt tay của Lưu Khải nhưng họ không hề thấy rõ mọi chuyện, chỉ nghĩ lá bài là ngụy trang, cho rằng tay của Lưu Khải bị thứ khác chặt đứt. Bọn họ cũng sợ Dương Thanh nhưng sẽ không quỳ xuống quy thuận đối phương như Vương Cường. Lưu Khải mất một bàn tay nhưng vẫn còn mạng, có thể tiếp tục quản lý tòa thành Vương Giả. Dương Thanh cũng không quan tâm, chỉ híp mắt nhìn Vương Cường nói, anh đứng dậy đi. Vâng, thưa cậu Thanh. Vương Cường cung kính đáp lại rồi mới đứng lên. Dương Thanh cũng đứng dậy khỏi ghế, bình tĩnh nhìn mọi người trong phòng rồi chỉ vào Vương Cường, từ hôm nay tòa thành Vương Giả sẽ do Vương Cường quản lý. Ai có ý kiến, nghe vậy, Vương Cường mừng rỡ như điên. Gã đã xác định Dương Thanh không phải người thường, cũng cam nguyện theo anh. Chỉ cần có câu nói này của anh, sau này gã sẽ là vua của thế giới ngầm ở Giang Hải. Ông chủ của bọn tao vẫn chưa chết, chúng mày đã muốn chiếm nơi này. Mày không thèm coi bọn tao ra gì sao? Dương Thanh vừa dứt lời đã bị người đàn ông trung niên được Lưu Khải gọi là thằng ba khinh thường chất vấn. Mày có ý kiến thì... Dương Thanh chưa nói hết câu. Lá bài đang bị kẹp giữa hai ngón tay liền bay ra. Phập! Mày hãy chết đi! Lúc này, Dương Thanh mới nói nốt vế còn lại. Mọi người đồng loạt nhìn sang, chỉ thấy hai mắt tên ba trợn trừng, trên cổ có một vệt máu nhỏ. Chỉ hai giây sau, máu tươi ồ ạt chảy ra. Cơ thể tên ba đổ ập xuống, co quắp mấy lần rồi bất động, hai mắt vẫn trợn lớn tràn ngập sợ hãi. Đám quản lý cấp cao của tòa thành Vương Giả lúc trước vẫn nghi ngờ Dương Thanh chặt đứt tay Lưu Khải bằng một lá bài là giả thì bây giờ gần như chết lặng, chỉ còn nỗi kinh hãi trong mắt. Vương Cường cũng thở dốc, cảm giác trái tim như bị siết chặt. Anh tiện tay ném một lá bài liền lấy đi một mạng người. Đây là điều người bình thường có thể làm được sao? Bịch! Hơn chục người thi nhau chen lấn quỳ trên mặt đất, nhao nhao nói, từ hôm nay trở đi, chúng tôi xin nghe theo lời ông chủ Dương sai bảo. Dương Thanh chẳng thèm nhìn mấy người kia, chỉ nói với Vương Cường, tôi để lại mạng của Lưu Khải cho anh. Vâng, cảm ơn cậu Thanh, Vương Cường vội đáp. Dương Thanh không giết Lưu Khải không phải vì nhân từ nương tay. Loại người này làm nhiều việc xấu, nên chết từ lâu. Nhưng anh thấy được ý muốn giết ông ta nồng lượm trong mắt Vương Cường. Nếu chỉ cướp đi Nai Lai, Vương Cường sẽ không thể hận tới mức vậy, nhất định còn có mối thù gì khác. Dứt lời. Dương Thanh cất bước rời đi, tới cửa, anh chợt ngừng chân, lạnh giọng quát, từ hôm nay, thế giới ngầm của Giang Hải không được kinh doanh cờ bạc. Nếu để tôi phát hiện, tôi sẽ hỏi tội anh. Vương Cường run lên, hiểu câu nói này là lời dặn dò của anh đối với gã, vội vàng quỳ xuống cam đoan, cậu Thanh yên tâm, tuyệt đối sẽ không kinh doanh cờ bạc nữa. Bất kể ở đâu, lúc nào, Dương Thanh cũng không quên thân phận của mình. Cờ bạc khiến vô số người tan nhà nát cửa. Anh không thể ngăn cản mỗi người tiếp xúc với cờ bạc nhưng có thể hủy diệt ngọn nguồn của tệ nạn xấu xa này ở Giang Hải. Dương Thanh tiện tay lấy mặt nạ đeo lên rồi mới bước đi. Cửa phòng VIP được đẩy ra, Dương Thanh nguyên vẹn đi ra ngoài. Đám người hóng hớt đều vô cùng kinh hãi. Dương Thanh vẫn còn sống đi ra, vậy tiếng kêu thảm thiết vừa rồi là của ai? Dương Thanh đang tìm kiếm Tần Thanh Tâm, chợt một mùi hương dịu nhẹ theo gió bay tới. Một thân thể mềm mại lao vào ôm chặt anh. Người phụ nữ kiêu ngạo. Bị Tần Thanh Tâm đột ngột ôm chầm, Dương Thanh vô cùng ngạc nhiên, hai tay cứng đờ giữa không trung trong giây lát mới kịp phản ứng lại. Anh mỉm cười dịu dàng ôm chặt vợ mình. May là Tần Đại Dũng đã rời đi, nếu không ông ta nhất định sẽ đoán ra được người đàn ông vừa mới thắng được con gái mình chính là Dương Thanh. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Không chỉ vì Tần Thanh Tâm chủ động ôm người thắng cược mình mà còn vì Dương Thanh có thể bình yên ra ngoài.
Tô San thấy Tần Thanh Tâm nhào tới ôm anh, ánh mắt phức tạp. Mặc dù cô ta mới về nước chưa lâu nhưng vẫn luôn liên lạc với Tần Thanh Tâm, cũng biết rõ quan hệ giữa cô và Dương Thanh. Sự lo lắng của Tần Thanh Tâm và hành động hiện giờ đều chứng minh trong lòng cô bạn thân này của cô ta đã có Dương Thanh, có lẽ ngay chính Tần Thanh Tâm cũng không nhận ra. Này Thanh Tâm, cậu không định giới thiệu chồng cậu với mình à? Sau khi đi ra ngoài, Tô San mới híp mắt cười, còn tò mò nhìn chằm chằm Dương Thanh đã gỡ mặt nạ xuống. Nghe thấy chữ chồng, Tần Thanh Tâm đỏ bừng mặt, không phản bác mà chỉ lườm bạn mình. Sao cô không biết cô ta đang cố ý, cô đã kể với cô ta về Dương Thanh từ lâu rồi. Tần Thanh Tâm chỉ giới thiệu với Dương Thanh, cô ấy là bạn thân từ hồi cấp 3 của em, Tô San. Dương Thanh khẽ gật đầu nhìn Tô San rồi không để ý thêm nữa. Mặc dù cô ta là bạn thân của Tần Thanh Tâm nhưng cũng là người nhà họ Tô. Chỉ cần là người có liên quan tới gia tộc Vũ Văn, anh đều không chào đón. Dường như cảm giác được sự lạnh nhạt của Dương Thanh, Tô San hơi tủi thân. Nhớ lúc đầu vì không biết hai người họ đang diễn trò mà liên tục quấy nhiễu Dương Thanh, cô ta lập tức thấy áy náy. Vừa rồi tôi không biết anh và Thanh Tâm muốn chú Tần bỏ cờ bạc nên mới đóng kịch. Tôi xin lỗi. Tô San chân thành xin lỗi Dương Thanh. Chuyện này khiến Dương Thanh bất ngờ, nhưng anh vẫn chỉ lạnh lùng đáp, không sao. Anh là đàn ông sao lại nhỏ mọn như vậy? Tôi đã xin lỗi rồi, anh còn hung dữ với tôi. Thấy Dương Thanh vẫn đối xử lạnh nhạt với mình, Tô San hơi tức giận, càng thấy tủi thân. Tôi đã nói không sao rồi. Chẳng lẽ tôi còn phải tươi cười với cô mới được coi là tha thứ cho cô sao? Dương Thanh lại càng lạnh nhạt. Anh đang hung dữ với tôi đấy. Tô San tức giận nói. Hai người vốn đang bình thường lại giống như kẻ thù khiến Tần Thanh Tâm thấy đau đầu, vội khuyên nhủ, Dương Thanh, Tô San là bạn thân nhất của em, anh có thể mềm mỏng với cô ấy hơn được không? Cô không hề trách móc Dương Thanh mà chỉ dịu dàng khẩn cầu. Sau đó... Cô lại kéo tay Tô San nói, cậu đừng so đo với anh ấy vốn hẹp hòi như vậy đấy. Hơn nữa cậu cũng không cần xin lỗi, mình phải xin lỗi cậu mới phải. Nếu mình nói cho cậu biết sự thật ngay từ đầu, cậu cũng không bị liên lụy vào. Vừa rồi bố mình lấy mình ra để đặt cược, mình cực kỳ đau lòng. Nhưng cậu không biết sự thật, vẫn cố gắng giành giật mình về, còn chịu bỏ ra 16 triệu chuộc mình. Mình thực sự rất cảm động, nói thật đó. Mình vô cùng cảm động, cảm ơn cậu rất nhiều. Tần Thanh Tâm nói nhiều như vậy không phải để giải vây cho Dương Thanh mà thật lòng muốn nói. Vừa rồi trong lúc nguy hiểm mà Tô San vẫn không hề sợ hãi đứng ra bảo vệ cô. Cơn giận trong lòng Tô San lập tức tan thành mây khói. Thấy hai mắt Tần Thanh Tâm đỏ hoe, cô ta cũng nức nở ôm chầm bạn mình, cậu đừng nói vậy, chúng ta là chị em tốt của nhau, không cần khách sáo. Dương Thanh đã đánh giá thấp tình cảm giữa hai người họ, chợt thấy hối hận vì đã lạnh nhạt với Tô San. Gia tộc Vũ Văn là gia tộc Vũ Văn, nhà họ Tô là nhà họ Tô, Tô San là Tô San. Anh không nên đổ lỗi lên đầu Tô San. Một chiếc xe Phaeton màu đen lao vút trên đường, phi thẳng tới dinh thự Vân Phong. Nhà họ Tô ở khu biệt thự núi Cửu Thành, dinh thự Vân Phong cũng được coi như ở khu này. Nhưng khác ở chỗ một bên ở chân núi, một bên là đỉnh núi. Dương Thanh trùng hợp đi qua nhà họ Tô. Này, sao Lưu Khải lại thả anh đi? Tô San muốn làm hòa với Dương Thanh. Nhưng vừa rồi Dương Thanh lạnh lùng với cô ta, bây giờ cô ta còn tỏ ra lạnh lùng hơn. Dương Thanh cười đáp, bọn họ đột nhiên tự đấu đá lẫn nhau, tôi tranh thủ chạy thoát. Tô San cười lạnh nói, số anh may đấy. Nhưng dù sao cũng đã đắc tội Lưu Khải, sau này ông ta nhất định sẽ tính sổ với anh. Nếu anh chịu xin lỗi tôi. Tôi sẽ nhờ bố ra mặt giúp anh. Lúc này Tô San cực kỳ kiêu ngạo như đang muốn nói, vừa rồi anh dám hung dữ với bà đây hả? Không phải bây giờ lại phải nhờ vả bà đây đấy sao? Đối với người phụ nữ kiêu ngạo này, Dương Thanh thấy hơi buồn cười, nhưng vì Tần Thanh Tâm, anh vẫn nói, vừa rồi là tôi sai, không nên lạnh nhạt với cô như vậy. Tôi nên tươi cười nói chuyện với cô Tô đây mới phải, tôi xin lỗi. Câu nói đầu của Dương Thanh còn khiến Tô San hài lòng, nhưng câu sau lại chọc giận cô ta, anh đang châm chọc tôi. Thanh Tâm, cậu có quản được chồng không vậy? Tần Thanh Tâm biết rõ tính cách bạn mình, vội nói, cậu yên tâm, về nhà mình sẽ xử lý. Tí nữa về cậu phải xử anh ta giúp mình, bắt quỳ ván giặt đồ, không, phải quỳ sầu riêng. Với cả không cho lên giường cậu nữa,
Tô San hung dữ nói. Tần Thanh Tâm bật cười, được, nghe theo cậu hết. Dương Thanh cười khổ lắc đầu, ác ý đối với Tô San cũng không còn. Dù sao cô ta cũng là một người bạn đủ tiêu chuẩn. Tối nay chồng cậu đã đắc tội Lưu Khải, cậu nhất định phải cẩn thận. Nhưng đừng lo quá, mình sẽ nhờ bố giải quyết giúp cho. Trước khi xuống xe, Tô San còn kéo tay Tần Thanh Tâm dặn dò. Tần Thanh Tâm rất cảm động, đang định đáp lời thì Dương Thanh chợt lên tiếng, chút chuyện nhỏ này không cần làm phiền nhà họ Tô giàu nhất Giang Hải ra mặt. Nếu không có gì bất ngờ, sau tối nay Lưu Khải sẽ không tồn tại ở Giang Hải nữa. Ý anh là gì? Tô San nghi hoặc hỏi. Tòa thành Vương Giả lục đục nội bộ, có lẽ Lưu Khải đã bị thay thế rồi, Dương Thanh nói. Anh vừa dứt lời, xe đã đỗ lại trước cổng nhà họ Tô. Đương nhiên Tô San sẽ không tin Dương Thanh, trợn mắt nói, thế lực của Lưu Khải ở tòa thành Vương Giả rất lớn, có thể ngang với một gia tộc hàng đầu. Sao có thể dễ dàng bị thay thế được? Nói xong, cô ta liền ra khỏi xe, vẫy tay với Tần Thanh Tâm, rảnh rỗi chúng ta lại gặp nhau nhé. Được, tạm biệt nha, Tần Thanh Tâm cũng vẫy tay chào. Đúng lúc này, một chiếc Land Rover màu đen chậm rãi đi tới. Tô San chưa kịp phản ứng đã bị đèn xe dọi thẳng vào mắt. Cô ta vô thức giơ tay che mắt lại, chợt chiếc xe kia gầm rú lên như mãnh thú lao thẳng vào người Tô San. Thay ra đổi thịt, rõ ràng là Tô San biết rõ chiếc xe Land Rover này đang lao về phía mình nhưng cô ta không có sức chạy trốn. Trong khoảnh khắc ấy, cô ta bỗng thấy hối hận vô vàn. Cô ta vẫn chưa kết hôn, vẫn chưa sinh con, vẫn chưa hiếu kính cha mẹ, và còn rất nhiều chuyện cô ta chưa làm. Cô ta đã mất hết hy vọng, thậm chí còn cảm nhận được cơn gió lốc do chiếc Land Rover kia ầm ầm lao tới. Nhưng lúc cô ta cho rằng mình sẽ bị đâm chết, đột nhiên có một cánh tay vươn ra ôm cô ta vào lồng ngực ấm áp. Tiếp đó, cô ta cảm thấy hai chân bỗng cách xa mặt đất như là đang bay vậy, gió lớn rít gào xẹt qua tai. Cô ta mở mắt ra, trước mắt cô ta là một gương mặt góc cạnh rõ ràng. Trước kia cô ta cảm thấy gương mặt ấy thật đáng ghét, nhưng lúc này lại thấy thật hấp dẫn, nhất thời cô ta cứ ngây ngốc ngắm nhìn. Có điều Dương Thanh đưa cô ta tới chỗ an toàn rồi thả ra ngay. Sau đó nhìn chằm chằm vào chiếc xe Land Rover đang lao vút đi. San San, cậu có sao không? Tần Thanh Tâm lao tới, căng thẳng kiểm tra xem Tô San có bị thương hay không. Trái tim Tô San đập thình thịch, cô ta cố gắng kiềm chế tâm trạng căng thẳng nhưng nụ cười không được tự nhiên, mình không sao. Đây là lần đầu tiên cô ta gặp phải chuyện này. Rõ rành rành là chiếc xe lúc nãy muốn lấy mạng cô ta, rõ ràng là ám sát. Dương Thanh không đuổi theo chiếc xe Land Rover kia, Tần Thanh Tâm vẫn đang ở đây, anh không chắc tiếp theo còn có người muốn ám sát Tô San hay không, vì vậy Tần Thanh Tâm cũng gặp nguy hiểm. Tô San mạnh mẽ hơn Dương Thanh tưởng, chẳng mấy chốc cô ta đã bình tĩnh lại, lấy di động ra gọi điện, bố ạ, con vừa bị ám sát ngay trước cửa nhà. Là một chiếc xe Land Rover màu đen, biển số xe Giang A53J11, xuất phát từ phía đông và bỏ trốn về phía tây. Cô ta tóm tắt vô cùng ngắn gọn nhưng đã cung cấp cho Tô Thành Vũ toàn bộ những thông tin quan trọng. Giờ phút này Tô San như biến thành một người khác, không còn là cô gái mảnh mai nữa mà giống như một người phụ nữ mạnh mẽ và tỉnh táo. Dương Thanh híp mắt nhìn cô ta, cô gái này không hề yếu đuối như vẻ ngoài. Thanh Tâm, mình không giữ cậu nữa, mình hẹn nhau hôm khác nhé. Tô San tạm biệt ngay lúc này, Tần Thanh Tâm gật đầu, giọng nói chất chứa lo lắng. Sau này nói chú Tô sắp xếp một vệ sĩ bảo vệ cậu nhé. Tô San gật nhẹ đầu rồi lại nhìn sang Dương Thanh, cảm ơn anh đã cứu tôi nợ anh một mạng. Nói xong cô ta không đợi Dương Thanh đáp lại mà xoay người đi luôn. Chúng ta cũng đi thôi. Tần Thanh Tâm lo lắng nhìn theo Tô San đi vào cổng nhà họ Tô rồi mới xoay người lên xe. Vì chuyện vừa rồi mà Tần Thanh Tâm hơi sa sút tinh thần, vô cùng lo lắng cho Tô San. Tâm! Tô San vẫn ở nước ngoài suốt à? Trên đường về nhà, Dương Thanh đột nhiên hỏi. Bấy giờ Tần Thanh Tâm mới lên tiếng, sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô ấy đi du học luôn, tháng trước mới vừa về Giang Hải. Thời cấp 3 chúng em rất thân, hồi đó cô ấy cực kỳ khiêm tốn, lối sống giản dị, chẳng giống người trong gia tộc lớn tí nào. Sau khi cô ấy ra nước ngoài, thường thì mỗi tháng bọn em liên lạc một lần. Cô ấy kể cho em nghe cuộc sống ở nước ngoài. Em cũng tâm sự với cô ấy về cuộc sống của mình. Cứ liên lạc với nhau như thế,
chúng em ngày càng thân thiết. Cho tới một tháng trước cô ấy về Giang Hải, em mới biết cô ấy là người nhà họ Tô. Chỉ là tình bạn giữa con gái, không có gì ly kỳ giật gân, nghe có vẻ giống tình chị em hết sức bình thường. Tô San là con gái của gia tộc lớn nhưng 3 năm cấp 3 lại giống như cô gái xuất thân trong một gia tộc bình thường. Phải nói là Tô Thành Vũ bảo vệ cô ta rất tốt. Không để cô ta xuất đầu lộ diện cũng là để bảo vệ cô ta. Không phải Dương Thanh nghi ngờ cô ta, chẳng qua vừa rồi đã xảy ra chuyện đáng sợ như vậy, nếu là một cô gái bình thường thì đã sợ phát khóc từ lâu rồi, còn Tô San thì cũng sợ hãi nhưng che giấu rất khéo. Ngoài ra, việc đầu tiên cô ta làm là báo cho Tô Thành Vũ chứ không hề hoảng loạn, chắc chắn là kiểu phụ nữ này không đơn giản như vẻ ngoài. Nhưng Dương Thanh có thể khẳng định Tô San không hề có ác ý đối với Tần Thanh Tâm. Hai vợ chồng trò chuyện, tâm trạng Tần Thanh Tâm dần ổn định lại. Bỗng dưng cô hỏi, à đúng rồi, em vẫn luôn muốn hỏi anh một vấn đề. Lúc nãy ở tòa thành vương giả, ván nào bài của anh cũng cao hơn Lưu Khải một nút, anh làm thế nào vậy? Dương Thanh vừa lái xe vừa mỉm cười đáp, nếu anh nói là may mắn thì em có tin không? Tần Thanh Tâm ngẩn ra. Sau đó lắc đầu nguầy nguậy, sao thế được? Chơi 5 ván liên tiếp, 4 ván đầu bài của anh là 4,5, 6,7, bài của ông ta là 3,4, 5,6, ván thứ 5 của ông ta là con joker đen, của anh là con joker màu, làm sao khéo như vậy được? Dương Thanh cười khẽ, bọn họ chia bài mà, cho dù anh muốn gian lận cũng chẳng có cách nào. Có khi người của ông ta nhầm, chia bài của Lưu Khải cho anh cũng không chừng. Tần Thanh Tâm nghĩ thấy cũng có thể là như thế, và cũng chỉ có cách giải thích này mới hợp lý. Em đã bảo mà, anh không chạm vào bài thì làm sao cả 4 ván liên tiếp đều xuất hiện bài khớp như vậy, thì ra là bọn họ nhầm, Tần Thanh Tâm mỉm cười lên tiếng. Nhắc tới chuyện ở tòa thành vương giả, Tần Thanh Tâm lại nhớ tới Tần Đại Dũng. Cô hỏi, anh định làm gì với bố em? Nói thật là khi bố đồng ý lấy em làm ra đặt cược, anh có ý nghĩ muốn giết chết ông ấy. Dương Thanh bình tĩnh nói, nhưng lúc bố thua, anh muốn đưa em đi, ông ấy lại cầu xin anh tha cho em, anh lại cảm thấy bố vô cùng đáng thương. Nhưng mà người đáng thương ắt có chỗ đáng giận, chẳng qua ông ấy có tâm lý ham mê cờ bạc quá mà thôi. Từ hôm nay trở đi, ông ấy sẽ mất em, mất gia đình, mất tất cả. Khắp Giang Hải không có chỗ cho ông ấy dung thân, cho dù ông ấy muốn tìm việc cũng không ai chịu thuê. Một thời gian nữa, bố sẽ phải nếm trải nhân tình thế thái, sống trong hoàn cảnh gian khổ ở tầng đáy xã hội. Có lẽ ông ấy không chịu nổi những gian khổ ấy và lựa chọn cái chết, nhưng em yên tâm, anh sẽ cho người theo dõi bố, ông ấy không chết được đâu. Mà tất cả những điều này chính là bức khắc họa đằng sau một con bạc đi tới bước đường cùng. Chỉ có như vậy thì bố mới có thể thay ra đổi thịt. Có thể là bố sẽ đến tập đoàn Tam Hòa tìm em hoặc tới tìm Y Y. Nhưng các em nhất định phải kiên quyết không gặp, nếu không thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ đấy. Trong lúc nói chuyện, Dương Thanh đã lái xe về dinh thự Vân Phong. Tần Thanh Tâm ngạc nhiên nhìn Dương Thanh như thể đây là lần đầu tiên quen biết anh. Mãi lâu sau cô mới lên tiếng, mắt đã đỏ hoe, em biết, chỉ có như vậy mới khiến bố em thay đổi triệt để. Em sẽ nói rõ ngọn nguồn với Y Y, nếu bố tìm con bé thì không được gặp. Cùng lúc đó, tại nhà họ Tô. Tô San ngâm mình trong bồn tắm ấm áp, hai mắt khép hờ, trong đầu toàn là hình ảnh Dương Thanh cứu mình. Rào. Sau một hồi lâu, cô ta bước ra khỏi bồn tắm, đứng trước tấm gương trang điểm dài chạm đất ngắm nghía cơ thể hoàn mỹ không tì vết của mình rồi bất chợt nở nụ cười tự tin, Thanh Tâm, tôi quyết dành cho bằng được người đàn ông của cậu. Tình cha con sâu nặng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng cái đã tới tháng 7. Những ngày hè nóng nực ở Giang Hải cực kỳ hanh khô. Nhất là nửa tháng nay, ngày nào bầu trời cũng trong không một gợn mây, ngoài trời nóng như một cái lò nướng. Mà chuyện Tần Đại Dũng thua bạc gán Tần Thanh Tâm cho Dương Thanh cũng đã qua nửa tháng. Dương Thanh cứ tưởng rằng Tần Đại Dũng sẽ đến tìm Tần Thanh Tâm và Tần Y, nhưng điều khiến anh bất ngờ là kể từ sau cái ngày rời khỏi tòa thành vương giả, ông ta không xuất hiện nữa. Tại quảng trường nhân dân ở thành phố Giang Hải, mặt trời ban mai dần ló dạng. Vô số tia sáng rải xuống từng ngóc ngách trên mặt đất. Tần Đại Dũng nằm trên ghế nghỉ chân ở góc quảng trường. Hình như ông ta cảm nhận được ánh nắng, bèn dụi mắt, chậm rãi ngồi dậy duỗi người. Ông ta đi đến hồ nhân tạo trong quảng trường để rửa mặt,
nhìn gương mặt tang thương phản chiếu trên mặt nước mà lòng tràn đầy bi thương. Giờ phút này, ông ta bỗng nhớ lại rất nhiều người, rất nhiều chuyện. Nhất là hai cô con gái của mình. Sau khi bị nhà họ Tần đuổi khỏi công ty, ông ta không đi tìm việc nhưng hai cô con gái không nói một câu, trái lại mỗi tháng còn chu cấp đầy đủ tiền sinh hoạt để ông ta hưởng thụ cuộc sống thảnh thơi không hề có gánh nặng. Vậy mà ông ta đã thua bạc, gán luôn cả cô con gái giỏi giang ấy. Hơn nữa, người đàn ông đeo mặt nạ kia đã nói là sau này ông ta không thể gặp Tần Thanh Tâm nữa. Nếu có thể đổi mạng của mình để lấy lại tự do cho Tần Thanh Tâm, ông ta tuyệt đối không do dự. Nửa tháng nay, ngày nào ông ta cũng đi tìm việc nhưng không có công ty nào chịu nhận. Thậm chí ông ta đã ghé vào quán ăn nhỏ ven đường mà cũng chẳng ai chịu thuê. Chẳng biết ông ta khóc từ bao giờ, từng giọt nước mắt nối tiếp nhau rơi xuống hồ nhân tạo. Cuối cùng ông ta không kìm nén được nỗi đau khổ trong lòng, òa khóc nức nở. Khóc cũng là một cách giải tỏa tâm trạng, khóc đủ rồi Tần Đại Dũng lại dùng nước hồ rửa mặt lần nữa, sau đó đứng lên. Thanh Tâm, bố nhất định sẽ tìm được con. Chỗ dựa tinh thần duy nhất của ông ta lúc này là ý nghĩ, vực dậy lần nữa, cố gắng kiếm tiền, nghĩ cách tìm được Tần Thanh Tâm, lấy lại tự do cho con gái. Trong quãng đời còn lại, ông ta không sống vì mình nữa mà chỉ sống vì hai đứa con gái. Dưới ánh nắng gay gắt như thiêu như đốt, trên đường không có mấy người qua lại, dù có người thì người ta cũng che ô. Nhiều ngày rồi Tần Đại Dũng không được ăn no nên gầy đi nhiều, sắc mặt nhợt nhạt, môi trắng bệch toàn da khô. Tóc đã dài ra, dâu lâu ngày không cạo, nửa tháng chưa giặt quần áo, người bốc mùi hôi. Trông ông ta vô cùng nhếch nhác, trên đường thỉnh thoảng có người đi ngang qua ông ta. Ai cũng nhíu chặt mày, bịt mũi né xa. Nhưng dường như lúc này ông ta không hề cảm thấy gì, cứ ngẩng đầu ưỡn ngực bước về phía trước, ánh mắt tràn đầy kiên định, thỉnh thoảng lại đọc tờ rơi dính trên cột điện để tìm một công việc nào đó. Dầm! Trong lúc đang nhìn đông nhìn tây xem chỗ nào dán tờ rơi tuyển dụng, ông ta không cẩn thận va phải một chiếc xe đậu phía trước. Xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Tần Đại Dũng hoảng hốt xin lỗi. Nhưng đúng lúc này, cửa kính xe hạ xuống để lộ gương mặt quen thuộc. Dương Thanh. Tần Đại Dũng thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó trên mặt lộ rõ vẻ áy náy, mắt ửng đỏ. Ông ta nhìn Dương Thanh nói, Dương Thanh, bố xin lỗi, tất cả là lỗi tại bố gán Tâm Tâm cho người ta. Mọi thay đổi của ông ta trong thời gian qua, hằng ngày đều có người báo lại cho Dương Thanh, vì vậy anh không hề ngạc nhiên trước phản ứng của Tần Đại Dũng. Nhưng mà con yên tâm. Bố nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền, cho dù phải đi khắp chân trời góc bể, bố cũng phải tìm được con bé Tâm và lấy lại tự do cho nó. Ông ta nói rất kiên định, nói xong thì xoay người đi luôn, không hề có ý định vay tiền Dương Thanh. Bố! Đúng lúc này, Tần Thanh Tâm và Tần Y cất tiếng gọi. Hai cô vẫn luôn ngồi trong xe nãy giờ, khi nhìn thấy bộ dạng chật vật của Tần Đại Dũng, nước mắt rơi lã chã từ lâu. Tần Đại Dũng mới đi được vài bước. Nghe thấy hai giọng nói quen thuộc, toàn thân ông ta run lên, đứng sững tại chỗ, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Ông ta không dám quay đầu lại vì sợ quay lại sẽ chẳng có gì cả, tiếng gọi chỉ là ảo giác thôi. Trong lúc Tần Đại Dũng đang nghi ngờ mình bị ảo giác, hai cô gái mở cửa xe lao tới ôm chặt ông ta, không chê ông ta hôi hám. Đến giây phút này Tần Đại Dũng mới chắc chắn không phải là ảo giác mà đúng là con gái mình. Đặc biệt là giọng nói của Tần Thanh Tâm khiến ông ta hết sức kích động. Ông ta cứ tưởng rằng cả đời này mình không được gặp con gái lớn nữa. Vẻ mặt ngây ngốc dần chuyển thành kích động, bất giác nước mắt tràn mi. Ông ta không thể kìm nén tâm trạng được nữa, lập tức ôm chặt hai cô con gái vào lòng, ba bố con cùng khóc nức nở. Bố sai rồi, bố thật sự biết lỗi rồi. Tần Đại Dũng khóc như một đứa trẻ, vừa khóc vừa nói. Dương Thanh nhìn cảnh tượng này. Khóe miệng khẽ cong lên. Ban đầu anh còn lo cách này không có hiệu quả, nhưng bây giờ xem ra hiệu quả rất tốt. Tần Đại Dũng được hai cô con gái kéo lên xe trong trạng thái đờ đẫn mờ mịt. Ba người ngồi ở hàng ghế sau, trong xe nồng nặc mùi hôi phả ra từ trên người Tần Đại Dũng nhưng Tần Thanh Tâm và Tần Y không hề tỏ ra chán ghét. Mỗi người ngồi một bên ôm lấy cánh tay bố mình và thân thiết dựa vào vai ông ta. Dương Thanh lái xe tới trước cửa trung tâm spa. Sau khi đỗ xe, anh lấy vài đồng tiền mệnh giá lớn màu đỏ ra đưa cho Tần Đại Dũng, bố vào tắm trước đi, sau đó bọn con sẽ đưa bố đi mua quần áo. Tần Đại Dũng đang bốc mùi,
nếu đi cửa hàng quần áo thì e là chưa vào cửa đã bị đuổi ra ngoài. Mặc dù Tần Đại Dũng rất ngại nhưng bây giờ ông ta chẳng có đồng nào nên vẫn nhận tiền của Dương Thanh. Tuy nhiên, ông ta nói rất nghiêm túc, xem như bố nợ con số tiền này, bao giờ kiếm được tiền bố sẽ trả con. Dương Thanh chưa kịp đáp lời, ông ta đã xuống xe. Dương Thanh bật cười, vừa nhìn Tần Thanh Tâm đang đỏ mắt vừa nói, hai chị em đừng buồn, mặc dù nửa tháng qua bố phải chịu khổ nhưng đã thay đổi rất nhiều, sẽ không sống mơ mơ màng màng như trước nữa. Dương Thanh, cảm ơn anh. Nếu không có anh, em thật sự không biết bố sẽ thành ra thế nào nữa. Tần Thanh Tâm rất cảm kích. Mắt Tần Y cũng đỏ hoe, anh rể, chị em lấy anh thật hạnh phúc. Em chúc anh chị hạnh phúc. Dương Thanh cười khẽ, nhất định. Bên kia, Tần Đại Dũng đã đi vào trung tâm spa. Tên ăn mày hôi hám kia, ai cho ông vào hả? Bảo vệ đâu rồi, mau đuổi cổ ông ta ra ngoài đi. Hôi chết mất. Hai cô nàng tiếp tân vội vàng bịt chặt mũi, tỏ thái độ chán ghét, đồng thời quát ầm lên. Tôi không phải ăn mày, tôi tới đây tắm, tôi có tiền. Tần Đại Dũng vừa luống cuống giải thích vừa lấy mấy tờ tiền Dương Thanh đưa cho ông ta ra. Chỉ chốc lát sau đã có mấy gã bảo vệ cầm gậy cao su chạy tới. Khi trông thấy Tần Đại Dũng, bọn họ chỉ gậy vào ông ta mà mắng, một tên ăn mày cũng dám vào Hoàng Hà tắm hả? Nếu không cút thì tôi sẽ ra tay đấy. Tôi đến tắm thật mà, Tần Đại Dũng sốt sắng nói. Đệt mợ, spa Hoàng Hà là nơi cái loại rác rưởi như ông có thể đi vào sao? Có tiền cũng không cho ông tắm. Tên bảo vệ dẫn đầu không thèm dài dòng, dứt khoát đạp cho Tần Đại Dũng một phát. Nửa tháng nay Tần Đại Dũng ăn uống chẳng ra sao nên cơ thể rất yếu. Sao có thể chịu nổi cú đạp của tên bảo vệ nặng hơn 100 cân? Ông ta bị đạp trúng, lập tức bay ra khỏi cửa trung tâm spa. Spa Hoàng Hà. Tần Y nhìn ra ngoài cửa xe đúng lúc trông thấy Tần Đại Dũng bị đạp ra ngoài, còn có mấy tên bảo vệ xông ra theo, cực kỳ phách lối chỉ thẳng mặt Tần Đại Dũng mà sỉ nhục. Bố! Tần Y hét lên, mở cửa xe xông ra ngoài. Tần Thanh Tâm cũng theo sau. Lúc nãy hai chị em mới vừa khóc vì thương Tần Đại Dũng, bây giờ thấy bố bị đánh, hai người càng thương hơn, đồng thời bừng bừng lửa giận. Bố! Bố có sao không? Hai chị em lao đến đỡ Tần Đại Dũng dậy. May mà ông ta chỉ bị đạp một phát, không bị thương, chẳng qua quần áo dính đầy bụi bặm. Tên bảo vệ cực kỳ phách lối lúc nãy rất ngạc nhiên khi trông thấy Tần Thanh Tâm và Tần Y, không ngờ tên ăn mày này lại có hai cô con gái xinh đẹp như vậy. Tại sao các người lại đánh bố tôi? Tần Y thấy Tần Đại Dũng không bị thương mới yên tâm, tiếp đó cô ta nổi giận quát đám nhân viên bảo vệ. Từ sau khi Tần Y tạm thời giữ chức vụ Tổng Giám đốc thay Lạc Bân, trải qua quá trình rèn luyện trong mấy tuần nay, khí chất lãnh đạo trên người cô ta càng thêm rõ ràng. Người đẹp à, không thể trách chúng tôi được. Bố cô nhếch nhác thế này, dù đến bất cứ spa nào cũng không vào được đâu, huống chi chỗ chúng tôi là spa Hoàng Hà. Lúc này, trưởng đội bảo vệ, cũng là người vừa nãy đạp Tần Đại Dũng bay ra ngoài, vênh váo nói. Tuy Tần Thanh Tâm và Tần Y rất xinh đẹp, nhưng bọn họ cũng tự lượng sức mình, biết mình không với tới phụ nữ cấp bậc này nên chẳng thèm nể mặt hai chị em cô. Bố tôi không trả tiền hay gì? Hay là chỗ các người có quy định không cho người như bố tôi đi vào? Cho dù không cho vào, chẳng lẽ không nói chuyện đàng hoàng được chắc? Sao phải đánh bố tôi? Tần Y nổi giận đùng đùng, không hề có ý định cho qua chuyện này. Cô tưởng mình xinh đẹp mà dám gây sự ở spa Hoàng Hà à? Bảo vệ thấy Tần Y không chịu để yên thì lập tức nổi giận, nói mỉa mai, lũ điếm ra vẻ thuần khiết như các cô, ông đây gặp nhiều rồi. Chỉ cần có tiền thì mua tiên cũng được. Trưởng đội bảo vệ nói lời tục tĩu làm hai chị em trợn to mắt, giận run cả người. Tần Đại Dũng vừa rồi còn khúm núm, bây giờ thấy con gái bị sỉ nhục, làm sao ông ta nhịn được. Dám sỉ nhục con gái tôi liều mạng với các người. Tần Đại Dũng gào lên. Sau đó tay không tấc sắt, một mình xông về phía đám bảo vệ cầm gậy cao su. Tuy nhiên, ông ta chưa lao đến nơi thì đã có một bóng người vượt qua mình. Bộp! Tiếp đó, tên trưởng đội bảo vệ vênh váo kia bỗng nhảy lên cao rồi bay vào trong trung tâm spa. Ngay sau đó lại có tiếng rầm vang lên, gã đập vào cửa xoay bằng kính làm tấm kính cao hơn 2 mét vỡ tan tành. Nhưng vẫn chưa xong, sau khi đụng vỡ kính, gã lại văng mạnh vào quầy tiếp tân rồi lập tức ngất xỉu. Trong đại sảnh vang lên tiếng hét sợ hãi.
lúc này mấy tên bảo vệ còn lại đều đờ đẫn cả người. Bọn họ tận mắt nhìn thấy cảnh đội trưởng bị đạp văng ra 10 mét, đụng vỡ cửa kính, bay vào trong đại sảnh spa. Bây giờ Tần Đại Dũng mới xông tới, có điều mục tiêu của ông ta đã ngất xỉu rồi. Tôi muốn xem bố tôi muốn tắm, kẻ nào dám ngăn cản. Nét mặt Dương Thanh rất lạnh lùng, anh xoay người nhìn Tần Đại Dũng và nói, bố, đi vào với con. Tần Đại Dũng chưa gặp tình cảnh này bao giờ, lúc này không biết phải làm sao. Đúng lúc Tần Thanh Tâm và Tần Y đi tới, người đứng bên trái người đứng bên phải ôm cánh tay bố nghe Dương Thanh đi, chúng ta vào thôi. Đến giờ hai chị em đã biết khá nhiều về thân phận của Dương Thanh. Đúng là ở Giang Hải này, không có chuyện gì là Dương Thanh không giải quyết được. Tần Đại Dũng nhìn Dương Thanh đăm đăm như thể đây là lần đầu tiên quen biết cậu con rể này. Đặc biệt là hình ảnh lúc nãy Dương Thanh đạp bay tên trưởng đội bảo vệ làm ông ta sốc tận óc. Trong khoảnh khắc ấy, ông ta đã nghĩ rất nhiều. Ánh mắt của Dương Thanh lúc ấy hừng hực sát khí, giống hệt ánh mắt của người đàn ông đeo mặt nạ lúc ông ta đồng ý lấy Tần Thanh Tâm ra đặt cược. Ông ta lại nghĩ đến chuyện Tần Thanh Tâm vẫn chưa bị bắt đi, đột nhiên trong đầu nảy ra một suy đoán táo bạo, người đàn ông đeo mặt nạ hôm ấy chính là Dương Thanh. Sở dĩ Dương Thanh làm vậy là để mình trải nghiệm cuộc sống cơ cực của con bạc sau khi cửa nát nhà tan, từ đó bỏ thói đánh bạc. Tiếp đó, ông ta nhớ tới ngày xưa mình từng sỉ nhục Dương Thanh, giờ đây lòng ngập tràn áy náy cùng cảm kích. Được, bố vào cùng các con. Tần Đại Dũng gật đầu thật mạnh như đã lấy lại sự tự tin của mình. Hễ Dương Thanh tiến lên một bước là đám bảo vệ còn lại lùi về sau một bước. Vì vậy, trước cửa spa Hoàng Hà xuất hiện một cảnh tượng thú vị, 7-8 tên bảo vệ cầm gậy cao su bị Dương Thanh tay không tấc sắt ép lùi về trong spa Hoàng Hà. Quản lý sảnh chính nhận được tin tức, lập tức đi đến. Đã xảy ra chuyện gì thế? Anh ta giận dữ nhìn cửa xoay đã hỏng và cả tên trưởng đội bảo vệ đang hôn mê ở đại sảnh. Cùng lúc đó, anh ta chợt trông thấy bóng lưng của 7-8 tên bảo vệ cao to đang liên tục lùi về sau, tiến vào trong spa. Tiếp đó là Dương Thanh cùng hai cô gái xinh đẹp đi hai bên, ôm cánh tay của một người đàn ông trung niên đang đi vào. Cậu đánh người của tôi phải không? Quản lý sảnh chính lập tức nhìn chằm chằm vào Dương Thanh. Tuy không rõ trưởng đội bảo vệ đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này anh ta có thể đoán được tất cả mớ rắc rối này đều liên quan đến chàng trai trẻ lạnh lùng kia. Chó của anh sủa bậy, đáng đánh. Dương Thanh hờ hững cất lời. Dám gây sự ở spa Hoàng Hà. Cậu to gan thật đấy. Nếu không cho tôi một lời giải thích hợp lý thì hôm nay cậu đừng hòng bước chân ra khỏi đây. Quản lý sảnh chính lạnh lùng nói. Anh ta vừa dứt lời, lại có thêm mấy tên bảo vệ cầm gậy cao su vọt ra bao vây đám Dương Thanh chỉ trong nháy mắt. Ban đầu Tần Đại Dũng vô cùng căng thẳng, nhưng nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Dương Thanh, lại thấy hai cô con gái cũng bình tĩnh không hề sợ hãi, ông ta cũng không còn căng thẳng. Mặc dù không biết Dương Thanh là ai, nhưng sau khi biết người đàn ông đeo mặt nạ ngày ấy là Dương Thanh, Tần Đại Dũng vô cùng tin tưởng con rể mình. Anh là quản lý sảnh chính, vậy mà không hỏi đầu đuôi sự việc đã định đổ lỗi cho khách hàng sao? Quản lý sảnh chính nhíu mày, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tất nhiên là anh ta đang hỏi người của spa Hoàng Hà. Thưa giám đốc, lúc nãy ông ăn xin này vào gây rối, tôi đã khuyên nhủ hết lời. Bảo ông ta đi nhưng ông ta không đi mà ngược lại còn nói năng thô lỗ, định đánh tôi nữa. Một cô gái trẻ đi ra khỏi quầy tiếp tân, chỉ tay vào Tần Đại Dũng, hậm hực tố cáo tôi gọi bảo vệ đuổi ông ta ra ngoài, ai ngờ ông ta còn gọi người giúp. Trong đại sảnh đã kín người hóng chuyện, nghe cô nàng lễ tân kể lại, mọi người bắt đầu chỉ trỏ Tần Đại Dũng. Tôi không gây rối, cũng không nói năng thô lỗ, lại càng không định đánh cô ta. Tôi lấy tiền ra chỉ vì muốn vào tắm nhưng cô ta bảo tôi cút, còn gọi bảo vệ. Tần Đại Dũng cuống lên, vội vàng giải thích. Cậu có sao không? Nếu là Tần Đại Dũng của lúc trước, có lẽ Dương Thanh sẽ nghi ngờ nhưng bây giờ thì khác, chứng tỏ cô nhân viên lễ tân kia nói dối. Quản lý của chúng tôi đang ở đây, loại ăn mày như ông còn dám nói nhăng nói cuội. Cô nhân viên lễ tân trẻ tuổi kia rất coi thường người khác. Ỷ có quản lý sảnh chính ở đây nên không ngừng nói dối. Cô mới là ăn mày. Cả nhà cô đều là lũ ăn mày. Tần Y giận dữ mắng lại, chỉ muốn xông lên đánh cô ta một trận. Hừ, gặp phải người dơ bẩn như ông ta, đứng xa mấy trăm mét vẫn ngửi thấy mùi thối, không phải ăn mày thì là cái gì?
Nhân viên lễ tân không chịu thua cãi lại, còn giả vờ đáng thương nói, quản lý, anh xem bọn họ phách lối chưa kìa, dám gây sự ở spa Hoàng Hà. Quản lý sảnh chính liếc nhìn Dương Thanh, cậu có muốn nói gì không? Dương Thanh, bố chỉ nói vào muốn tắm rửa, thực sự không hề làm gì khác. Bố cũng không có ý định đánh cô ta, hơn nữa, Tần Đại Dũng thành khẩn nói, ánh mắt rất bối rối. Khó khăn lắm ông ta mới làm lành được với Tần Thanh Tâm, ông ta không muốn bởi vì chuyện vớ vẩn này mà bị con gái hiểu lầm. Ông ta chưa nói hết câu đã bị Dương Thanh nói chen vào, bố không cần giải thích, con tin bố. Con cũng tin bố. Tần Thanh Tâm ôm chặt tay Tần Đại Dũng, thấy bố mình bị sỉ nhục trước mặt mọi người, cô rất khó chịu. Nhưng sự có mặt của Dương Thanh giúp cô an tâm hơn hẳn. Tần Đại Dũng cảm động khi nhìn thấy ánh mắt tin tưởng tuyệt đối của Dương Thanh, hai mắt ửng đỏ. Ông ta lo sẽ lớn chuyện, chỉ muốn dàn xếp ổn thỏa, bèn nói, chỉ cần các con tin bố là được. Hay là chúng ta đổi sang chỗ khác, quản lý xem kìa, lão ăn mày kia chột dạ định bỏ chạy đó. Nào ngờ sự nhẫn nhịn của Tần Đại Dũng lại bị nhân viên lễ tân coi là chột dạ. Dương Thanh nổi giận. Lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta, cô còn dám sỉ nhục bố vợ tôi thêm một chữ thì đừng trách tôi không nương tay. Nhân viên lễ tân cảm giác như rơi vào hầm băng, vô thức lùi về sau, định mở miệng thì bị ánh mắt đáng sợ của Dương Thanh dọa cho không dám hé răng nói nửa lời. Dám uy hiếp người của tôi ngay trước mặt tôi, chán sống rồi hả? Quản lý sảnh chính trợn mắt lườm, nếu không vì ông lớn ở trên tầng, anh ta đã sớm sai người xử lý đám người này rồi. Tôi không có thời gian đứng đây nói nhảm. Dương Thanh ngẩng đầu nhìn camera được lắp ở góc khuất, nói tiếp, anh nghĩ bố vợ tôi nói dối đúng không? Vậy thì dễ rồi, ở đây có camera mà. Mở video giám sát ra xem là biết được sự thật thôi. Tần Đại Dũng cũng thấy camera, lập tức mừng rỡ nói, đúng, chỉ cần mở video giám sát ra xem, cậu sẽ biết tôi có nói dối hay không? Nhân viên lễ tân kia nghe thấy bọn họ nhắc tới video giám sát liền run sợ. Cô ta là người rõ nhất sự thật là gì. Phản ứng của cô ta đều bị Dương Thanh thấy được. Quản lý sảnh chính cũng giật mình. Anh ta vốn không quan tâm tới sự thật gì đó. Vì danh tiếng của Spa Hoàng Hà, anh ta sẽ không thừa nhận nhân viên của mình nói dối. Nhưng giờ đây thấy Tần Đại Dũng không chút sợ hãi, nhân viên lễ tân lại căng thẳng lạ thường, anh ta lập tức hiểu ra. Đúng đó. Không phải có camera sao? Mở video giám sát ra xem sẽ rõ như ban ngày thôi. Tôi nói rồi mà, mặc dù trông ông chú này khá thảm nhưng không giống ăn mày chút nào. Chỉ cần mở video giám sát ra là chứng minh được sự trong sạch của ông chú này rồi. Đa số mọi người xung quanh đều là người trẻ tuổi. Ai cũng đồng tình với Tần Đại Dũng, nhất là nhân viên lễ tân kia cứ mở miệng lại gọi người ta là ăn mày khiến người khác rất khó chịu. Bây giờ nhắc tới camera giám sát lập tức nhận được sự ủng hộ của đám đông. Sắc mặt quản lý sảnh chính cực kỳ khó coi, nhưng đã đâm lao thì phải theo ra. Nếu vừa rồi anh ta khiêm tốn một chút thì tốt rồi, nhưng anh ta lại tỏ ra rất ngạo mạn. Đây là sự riêng tư của Spa Hoàng Hà. Các người cũng không phải chính quyền, lấy quyền gì đòi tra xét. Quản lý sảnh chính híp mắt nói rồi bước tới trước mặt Dương Thanh, thì thầm bên tai anh, chàng trai trẻ. Cậu động vào người của tôi có thể không tính sổ. Cậu biết điều mau rời khỏi đây đi, tôi sẽ coi như không có gì xảy ra. Sao hả, biết mình đối lý nên định uy hiếp tôi để ém chuyện xuống sao? Dương Thanh cười lạnh, danh dự của bố vợ tôi đâu dễ chà đạp như vậy. Hôm nay tôi nhất định phải xem video giám sát của các người. Dương Thanh không thèm hạ thấp giọng, nghe xong, tất cả mọi người đều biết vừa rồi quản lý sảnh chính đang uy hiếp anh. Không ngờ Spa Hoàng Hà lại ghê gớm như vậy. Sau này tôi không tới nữa đâu. Đúng đó, làm sai không chịu nhận, còn uy hiếp người ta dàn xếp ổn thỏa. Tôi sẽ kể trên diễn đàn để mọi người biết đường mà tránh. Tôi cũng không đến nữa. Lỡ có ngày sơ ý đắc tội bọn họ rồi bị uy hiếp thì sao? Spa Hoàng Hà lập tức bị vô số người lên án, không ai thèm nói giúp họ. Sắc mặt quản lý sảnh chính tối sầm lại. Nhìn chằm chằm Dương Thanh, thằng nhóc mày không biết tốt xấu thì đừng trách tao. Dứt lời, anh ta vung tay lên, dám gây sự ở Spa Hoàng Hà, đánh gãy chân tay ném ra ngoài để răn đe. Tôi muốn chống mắt lên xem sau này còn ai dám làm loạn ở đây nữa không. Những người vừa mới chỉ trỏ bàn tán nghe xong đều im bặt, không ai dám lên tiếng.
Bọn họ chỉ cho rằng đây là một spa bình thường, bây giờ mới biết không hề đơn giản như bề ngoài. Chỉ làm trái ý thôi mà đối phương đã muốn đánh gãy chân tay. Ngay sau đó, hơn 10 vệ sĩ cao lớn cầm gậy cao su đồng loạt nhào tới Dương Thanh. Tần Đại Dũng rất hoảng loạn nhưng vẫn vội vàng đứng chắn trước Tần Thanh Tâm và Tần Y, kiên định nói các con đừng sợ, có bố ở đây. Láo, thằng nào dám động đến một sợi tóc của cậu ấy, tao tẩn chết thằng đó. Giây phút đám vệ sĩ kia vọt tới trước mặt Dương Thanh sắp ra tay đánh người thì tiếng rít gào giận dữ chợt vang lên từ cửa thang máy. Một người đàn ông chọc đầu đi tới, sau lưng có hai tên đàn em mặc đồ vest chỉnh tề. Dừng tay lại cho tao. Thấy gã đầu chọc kia, quản lý sảnh chính sợ hãi lắp bắp nói. Anh Cường, sao anh lại ra rồi ạ? Quản lý sảnh chính vội vàng chạy tới tươi cười nịnh nọt, giọng nói run lẩy bẩy. Cút đi mày. Gã chọc đầu hất bay anh ta ra, đi tới chỗ Dương Thanh lo lắng hỏi, cậu Thanh, cậu có sao không ạ? Tôi mua chắc rồi cậu Thanh. Nghe thấy gã đầu chọc nói vậy, mặt quản lý sảnh chính lập tức trắng bệch. Gã đầu chọc mặc một chiếc áo sơ mi có hoa văn, quần tây dài màu đen, cổ đeo một dây chuyền ngọc quan âm. Cả cánh tay xăm một đầu sói miệng đầy máu tươi. Gã đi tới bên cạnh Dương Thanh, khẽ cúi người, thái độ cực kỳ cung kính. Đám người vây xem đều kinh hãi rồi nhìn sang quản lý sảnh chính với ánh mắt vui sướng trên nỗi đau của kẻ khác. Đây là sản nghiệp của anh. Dương Thanh liếc mắt hỏi. Spa này không hề có quan hệ gì với tôi. Tôi chỉ tiện đường ghé tắm rửa thôi. Gã chọc đầu lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng giải thích, chỉ sợ bị Dương Thanh hiểu lầm. Gã chính là Vương Cường xin đi theo Dương Thanh ở tòa thành Vương Giả vào nửa tháng trước. Mỗi lần nghĩ tới chuyện ngày đó, gã vẫn rất sợ hãi. Không phải thì mua lại đi, Dương Thanh chợt lên tiếng. Nghe vậy, mặt của quản lý sảnh chính lập tức biến sắc, mồ hôi lạnh túa ra. Hiện giờ anh ta không dám nghi ngờ lời của Dương Thanh. Anh ta biết rõ lợi nhuận của Spa Hoàng Hà lớn như nào. Nếu vì ông ta mà chỗ này bị thu mua thì chắc chắn ông chủ sẽ không bỏ qua. Cậu Thanh, Spa này không đơn giản như bề ngoài đâu. Phản ứng của Vương Cường khác hẳn quản lý sảnh chính. Gã khó xử nhỏ giọng nói với Dương Thanh, người đứng sau nơi này là nhà họ Ngụy thuộc bốn gia tộc lớn nhất. Ông chủ chỉ là con rối mà thôi. Dương Thanh hơi ngạc nhiên, không ngờ chỉ tùy tiện tới một spa để tắm rửa cũng đụng phải sản nghiệp của nhà họ Ngụy. Anh chợt nhớ ra dinh thự Vân Phong cũng do nhà họ Ngụy khai phá. Ngày trước, Ngụy Tường của nhà họ Ngụy còn tới đỉnh Vân Phong tuyên bố có ông lớn nhìn chúng biệt thự của Dương Thanh. Còn bắt anh chuyển nhượng lại. Vương Cường mới tiếp quản thế giới ngầm được nửa tháng, cùng lắm cũng chỉ ngang bằng gia tộc hạng một. Gã thực sự không thể đấu lại nhà họ Ngụy. Thưa cậu, lúc trước là tôi sai, xin cậu thứ lỗi. Quản lý sảnh chính vội chạy tới cung kính xin lỗi. Anh ta không biết nhà họ Ngụy đứng sau Spa Hoàng Hà. Nếu không anh ta sẽ không sợ Vương Cường đến vậy, càng không chủ động xin lỗi Dương Thanh. Dương Thanh, hay là bỏ qua đi. Tần Đại Dũng trời sinh nhát gan sợ phiền phức, thấy quản lý sảnh chính xin lỗi thì lập tức thuyết phục Dương Thanh. Trước đó chúng tôi không tiếp đón chu đáo, xin ông tha thứ cho. Ông muốn tắm rửa đúng không? Tôi sẽ lập tức cho người làm thủ tục giúp ông, đồng thời tặng ông thẻ hội viên miễn phí. Trong vòng một năm, ông tới đây đều sẽ được miễn phí mọi dịch vụ. Quản lý sảnh chính là người rất tinh lanh, đầu tiên chân thành xin lỗi, sau đó lại tặng thẻ hội viên miễn phí. Thái độ vô cùng cung kính. Anh thấy chúng tôi cần cái thẻ hội viên này của các anh lắm sao? Tần Y không chịu buông tha, rõ ràng không muốn dễ dàng bỏ qua. Bố bị sỉ nhục như vậy, nhất định phải đòi lại danh dự cho bố. Người đẹp, tôi không có ý đó. Quản lý sảnh chính vội vàng giải thích, Dương Thanh lập tức chặn họng anh ta lại, không cần nói nhảm, mau gọi ông chủ của anh ra đây. Xảy ra chuyện gì vậy? Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên mặc vest, đi giày ra bước vào Spa Hoàng Hà. Thấy người tới, quản lý sảnh chính thầm nghĩ xong đời. Anh ta vốn muốn tự xử lý êm thấm chuyện này, nào ngờ ông chủ lại tìm tới. Cho dù có muốn giấu cũng không giấu nổi, anh ta lau mồ hôi trên mặt, thành thật nói, thưa ông chủ, cậu này nói muốn mua lại Spa Hoàng Hà. Cái gì? Người đàn ông trung niên kinh ngạc, lập tức nổi giận. Bề ngoài, Spa Hoàng Hà là một chỗ để người ta tới tắm rửa thư giãn nhưng kỳ thực cũng không chỉ có vậy.
có thể nói rằng, nhà họ Ngụy có ngày hôm nay đều nhờ vào Spa Hoàng Hà. Một nơi quan trọng như vậy mà có người muốn mua lại. Thằng nhóc, cậu tới để gây sự đúng không? Người trung niên kia nheo mắt nhìn chằm chằm Dương Thanh, ánh mắt lạnh lẽo tàn khốc. Này Đinh Lộc, mắt chó nào của mày thấy cậu Thanh gây sự hả? Mấy con chó mày nuôi chọc giận cậu Thanh thì có. Vương Cường chợt đứng bật dậy. Mặc dù e ngại nhà họ Ngụy nhưng gã biết rõ tất cả những gì gã có đều nhờ Dương Thanh ban cho. Nếu bây giờ gã giả chết, rất có thể gã sẽ mất tất cả. Đinh Lộc đã chú ý tới Vương Cường từ đầu. Nhưng trong mắt ông ta, Vương Cường có đổi đời như hiện tại cũng không phải là đối thủ của nhà họ Ngụy. Ông ta khinh thường tên côn đồ này. Anh Cường, đây là chuyện của Spa Hoàng Hà, chẳng lẽ anh cũng muốn nhúng tay vào sao? Đinh Lộc lạnh lùng nhìn Vương Cường. Vương Cường suýt nổi giận, may có Dương Thanh ngăn lại. Ông chủ Đinh phải không? Tôi muốn mua lại spa này của ông, báo giá đi. Dương Thanh thản nhiên nói. Đinh Lộc quan sát Dương Thanh từ trên xuống dưới một lượt, đồ anh mặc toàn thứ rẻ rúng rách nát, hoàn toàn không có khả năng mua lại spa Hoàng Hà. Cậu phách lối như vậy, anh Cường cũng nói giúp cậu, chắc là thân phận không tầm thường nhỉ. Đinh Lộc chợt lên tiếng, lời nói mang theo ý tứ châm chọc. Ông chưa đủ tư cách biết tới thân phận của tôi, Dương Thanh lạnh lùng đáp. Ông chủ, hình như tôi biết cậu ta là ai rồi. Đúng lúc ấy, quản lý sảnh chính chợt nói chen vào, người phụ nữ bên cạnh cậu ta là nữ tổng giám đốc nổi tiếng xinh đẹp của Giang Hải. 5 năm trước, cô ta ngủ với một thằng bảo vệ, nghe nói thằng bảo vệ đó còn tới ở rể nhà cô ta. Chắc cậu ta là thằng bảo vệ đó đấy. Lúc quản lý sảnh chính nhìn thấy Tần Thanh Tâm đã cảm thấy quen mắt. Nghĩ ngợi một hồi mới nhớ ra cô là ai. Vừa rồi anh ta suýt bị một thằng bảo vệ quèn hù dọa, đúng là quá mất mặt. Thì ra chỉ là một thằng vô dụng bám váy vợ, tôi còn tưởng là ông lớn nào cơ. Đinh Lộc cười lạnh nói, tranh thủ tôi chưa nổi giận cậu mau cút khỏi đây đi. Nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Dương Thanh bất lực lắc đầu, vẫn có nhiều kẻ muốn chết lắm. Anh nói, hôm nay, Spa Hoàng Hà, tôi mua chắc rồi. Không phải trước đó nhà họ Ngụy từng muốn ép anh bán lại dinh thự Vân Phong sao? Tốt lắm, hôm nay anh sẽ ép nhà họ Ngụy bán lại Spa Hoàng Hà. Coi như ăn miếng trả miếng. Cậu đã thích ba hoa chích chòe như vậy, tôi sẽ chơi cùng. 100 triệu, chỉ cần cậu trả được 100 triệu, ông đây sẽ bán lại nơi này cho cậu. Đinh Lộc cực kỳ tức giận khi nhìn thấy dáng vẻ chắc như đinh đón cột của Dương Thanh lúc nói mua lại Spa Hoàng Hà. Vương Cường nghe vậy thì kinh hãi. Nếu Dương Thanh chịu kinh doanh theo thế giới ngầm, đừng nói là 100 triệu, dù là dùng 1 tỷ mua lại nơi này cũng lãi to. Nếu chỉ kinh doanh spa như bề ngoài, tốn 100 triệu mua lại nơi này thực sự không đáng. Gã vội vàng thì thầm bên tai Dương Thanh, cậu Thanh, chỗ này chỉ đáng 50 triệu, đưa số tài khoản cho tôi lập tức chuyển khoản cho ông. Vương Cường chưa kịp nói hết câu, Dương Thanh đã đồng ý mức giá 100 triệu này. Được, tôi xem cậu chém gió đến mức nào. Đinh Lộc đưa số tài khoản cho Dương Thanh rồi châm chọc nói. Trong mắt ông ta, cho dù Tần Thanh Tâm là tổng giám đốc tập đoàn Tam Hòa cũng không có nổi 100 triệu chứ đừng nói tới Dương Thanh chỉ là một thằng bảo vệ ở rể vô dụng. Dương Thanh gửi số tài khoản của Đinh Lộc đi. Chưa đầy 2 phút sau, điện thoại Đinh Lộc chợt kêu tinh một tiếng. Làm tốt lắm. Chuông báo tin nhắn của điện thoại Đinh Lộc rất vang, tất cả đều nghe thấy. Ông ta chợt có dự cảm không lành, nét mặt thiếu tự nhiên, chắc là tin nhắn rác thôi. Nhưng vừa dứt lời, ông ta đã nhìn thấy một hàng số 0 trên màn hình điện thoại, lập tức trợn trừng mắt. Tài khoản tiết kiệm sao sao 8067 của quý khách nhận được 100 triệu ngân hàng Chiêu Châu. Ông ta đếm đi đếm lại 3 lần mới tin có 8 số 0 ở sau số 1. Nói cách khác, chỉ trong vòng 2 phút Dương Thanh đã chuyển khoản cho ông ta đủ 100 triệu. Tại Giang Hải có rất nhiều có 100 triệu trong tay. Nhưng có thể huy động được số tiền lớn như vậy chỉ trong 2 phút ngắn ngủi rất khó, nếu không có sẵn từ trước thì đây là điều không thể. Nhưng nếu số tiền trong tài khoản lớn hơn 100 triệu rất nhiều thì đừng nói là chuyển khoản, muốn 100 triệu tiền mặt cũng dễ dàng góp đủ. Đến cả Vương Cường cũng phải gọi Dương Thanh là cậu Thanh. Chẳng lẽ lai lịch của anh thực sự không tầm thường? Chợt có một người phụ nữ trẻ tuổi mặc đồng phục đi vào sảnh chính. Trước mặt tất cả mọi người, cô ta đi tới chỗ Dương Thanh, đưa cho anh một tập tài liệu,
cung kính nói, anh Dương, đây là hợp đồng chuyển nhượng Spa Hoàng Hà, chỉ cần anh và ông chủ Đinh ký tên xác nhận sẽ lập tức có hiệu lực. Lúc này sinh ý định mua lại Spa Hoàng Hà, Dương Thanh đã nhắn tin cho người chuẩn bị sẵn. Nghe xong, Đinh Lộc vô cùng hoảng hốt, ông ta chỉ là ông chủ trên danh nghĩa, không hề có quan hệ gì với Spa Hoàng Hà. Ông ta làm gì có tư cách quyết định chuyển nhượng, ông chủ Đinh nhận được tiền rồi chứ. Đây là hợp đồng chuyển nhượng, ông xem thử đi, nếu không có vấn đề gì thì ký tên vào. Dương Thanh lạnh lùng nhìn Đinh Lộc. Lúc này mọi người mới biết tin nhắn Đinh Lộc vừa nhận được chính là thông báo nhận 100 triệu tiền chuyển khoản. Ánh mắt bọn họ nhìn Dương Thanh cũng nhanh chóng biến đổi. Tần Thanh Tâm và Tần Y biết rõ thân phận của Dương Thanh nên chẳng hề ngạc nhiên khi anh có thể lập tức chuyển khoản 100 triệu. Nhưng Tần Đại Dũng lại không hề hay biết. Lời nói của Dương Thanh cứ như từng đạo sấm sét nổ vang bên tai ông ta. Chỉ để mình tắm một lần mà anh đã bỏ ra 100 triệu mua đứt Spa Hoàng Hà này sao? Rốt cuộc Đinh Lộc cũng biết sợ, sắc mặt cực kỳ khó coi, vội nói, cậu Thanh, tôi xin lỗi, vừa rồi tôi chỉ nói đùa thôi. Tôi không bán Spa Hoàng Hà đâu, nói đùa, nhưng tôi không đùa với ông. Dương Thanh nheo mắt, tiền đã chuyển đủ, làm gì có chuyện lật lọng được. Bây giờ tôi lập tức gửi lại tiền cho cậu. Đinh Lộc cắn răng nói rồi lấy điện thoại ra. Dương Thanh lạnh lùng nhìn ông ta, lập tức cầm hợp đồng lên ký tên, lại nhìn sang Đinh Lộc, tôi ký rồi, bây giờ đến lượt ông. Tôi nói rồi, không bán chính là không bán, cậu định ép tôi sao? Đinh Lộc lập tức gào lên, nếu nhà họ Ngụy biết ông ta làm chuyện ngu xuẩn như vậy, ông ta không chết mới lạ. Mặc dù ông ta chỉ là con rối của nhà họ Ngụy nhưng để giữ bí mật, toàn bộ thủ tục của Spa Hoàng Hà đều thực hiện trên danh nghĩa của ông ta. Chỉ cần ông ta ký tên, nơi đây sẽ bị chuyển nhượng cho Dương Thanh. Ông chủ Đinh, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên tới phòng làm việc giải quyết riêng sẽ tốt hơn. Dương Thanh chợt lên tiếng, đưa mắt ra hiệu cho Vương Cường. Gã lập tức hiểu ý, kêu hai vệ sĩ kéo Đinh Lộc đi. Vương Cường, anh muốn làm gì? Đinh Lộc sợ hãi giống lên. Vương Cường cười nói, ông chủ Đinh, chúng ta vào phòng làm việc bàn chuyện đi. Thả tôi ra. Các người mau thả tôi ra. Đinh Lộc bị hai vệ sĩ lôi đi, la hét om sòm. Các vị khách quý, từ hôm nay tôi chính là ông chủ của Spa Hoàng Hà. Tất cả những người đang có mặt đều được cấp thẻ hội viên miễn phí một năm. Sau này mong mọi người chiếu cố. Hy vọng mọi người không nói lung tung ra bên ngoài. Dương Thanh nhìn quanh một lượt, cao giọng nói. Chúng tôi sẽ không nói lung tung đâu. Spa Hoàng Hà vốn được chuyển nhượng theo thủ tục hợp pháp. Cảm ơn thẻ hội viên ông chủ đã tặng, ha ha. Toàn bộ khách hàng đều nhao nhao ủng hộ. Dương Thanh tỏ ra mạnh mẽ như vậy, cho dù anh không nhắc bọn họ cũng sẽ không dám nói lung tung. Đám nhân viên lễ tân đều bị dọa sợ ngây người. Ông chủ đã bị lôi vào phòng làm việc, kết quả rất dễ đoán ra. Ngơ ngác ở đó làm gì? Không nghe thấy ông chủ nói sao? Mau làm thẻ hội viên cho khách đi. Thấy nhân viên lễ tân sững sờ. Quản lý sảnh chính quát lớn. Ông chủ còn gì muốn dặn dò không ạ? Quát xong, anh ta lại bày ra bộ mặt nịnh nọt lấy lòng, dè dặt hỏi. Dương Thanh lạnh lùng nhìn anh ta, anh bị sa thải từ hôm nay. Mau cút đi, bịch. Nghe vậy, quản lý sảnh chính lập tức quỳ sụp xuống. Ông chủ, lúc nãy là tôi mù mắt không thấy núi Thái Sơn, xin cậu bỏ qua cho tôi lần này. Tôi đã làm quản lý sảnh chính lâu năm, kinh nghiệm đầy mình. Xin cậu đừng đuổi tôi đi. Mặc dù làm giám đốc ở đây tiền lương không nhiều nhưng mỗi tháng đều có hoa hồng béo bở. Sao anh ta nỡ từ bỏ công việc tốt như vậy được? Anh lại đây. Dương Thanh bỗng chỉ vào một bảo vệ khôi ngô cao lớn. Người bảo vệ đó lập tức chạy tới, ông chủ nói gì ạ? Từ hôm nay trở đi, anh chính là quản lý sảnh chính của nơi này. Bây giờ mau đuổi con chó này ra khỏi đây cho tôi, Dương Thanh lạnh lùng nói. Một giây trước còn sợ không biết Dương Thanh định làm gì mình, giây sau đã được thăng chức làm quản lý sảnh chính. Anh bảo vệ mừng rỡ như vớ được bánh từ trên trời rơi xuống. Anh ta kích động lắp bắp nói, vâng thưa ông chủ. Tôi sẽ lập tức đuổi anh ta đi. Anh bị sa thải rồi, còn bám víu ở đây làm gì? Người bảo vệ khôi ngô lớn tiếng quát, đuổi anh ta ra ngoài cho tôi. Mấy bảo vệ khác liền xông lên vừa đấm vừa đá ném quản lý sảnh chính ra ngoài.
Dương Thanh lại nhìn sang nhân viên lễ tân vừa sỉ nhục Tần Đại Dũng, cô còn ở đây làm gì? Quản lý sảnh chính mới được bổ nhiệm chừng mắt nhìn khiến cô ta sợ run lên, Dương Dương sắp khóc, vội nói, tôi đi ngay đây. Dứt lời, cô ta lập tức chạy ra ngoài. Cùng lúc đó, Vương Cường cầm hợp đồng chuyển nhượng đi tới, cậu Thanh, ông chủ Đinh rất phối hợp, ký tên đầy đủ rồi. Đúng vậy, tôi cực kỳ phối hợp, ký hết rồi. Đinh Lộc của hiện giờ với vừa rồi hoàn toàn là hai người khác nhau. Dương Thanh hơi ngạc nhiên, không biết Vương Cường dùng cách gì khiến Đinh Lộc tình nguyện ký tên như vậy. Ký rồi thì mau cút đi, Vương Cường quát lớn. Tôi cút đây. Đinh Lộc cứ như được ân xá, vội vàng chạy đi. Điện thoại của Dương Thanh chợt reo lên, anh ấn nghe máy. Ngay sau đó, đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói kinh ngạc, chủ tịch, 100 triệu vừa chuyển khoản kia được trả lại rồi. Dương Thanh sững sờ nhìn Vương Cường rồi nói, tôi biết rồi. Anh làm phải không? Sau khi cúp máy, Dương Thanh hỏi Vương Cường. Spa này rất quan trọng với nhà họ Ngụy, cả spa chỉ có một mình Đinh Lộc biết người đứng sau thật sự. Tạm thời nhà họ Ngụy sẽ không biết chuyện này đâu. Vương Cường cười đáp, lại giải thích tôi vừa tự ý cho Đinh Lộc 5 triệu để anh ta vĩnh viễn rời khỏi Giang Hải. Dương Thanh hiểu ra, hài lòng vỗ vai Vương Cường, làm tốt lắm. Quan hệ gia đình. Vương Cường giải thích thêm, vừa rồi tôi đã cho Đinh Lộc hai lựa chọn, một là tôi ép anh ta ký tên điểm chỉ, sau đó để nhà họ Ngụy xử lý anh ta, hai là tôi sẽ cho anh ta 5 triệu để vĩnh viễn rời khỏi Giang Hải. Anh ta đã chọn cái thứ hai. Dương Thanh hiểu ra, hài lòng vỗ vai Vương Cường, làm tốt lắm. Được anh khen ngợi, Vương Cường rất vui sướng, kích động nói, được làm việc cho cậu Thanh là vinh hạnh của tôi. Bây giờ bố vào tắm rửa trước đi, Dương Thanh nói với Tần Đại Dũng. Hai em ở đây đợi bố ra, anh đi mua cho bố vài bộ quần áo. Dương Thanh lại dặn dò Tần Thanh Tâm rồi mới nhìn Vương Cường, anh theo tôi một chuyến. Vương Cường lái xe đưa Dương Thanh rời đi. Trên đường, Dương Thanh mới lên tiếng hỏi, rốt cuộc spa Hoàng Hà có gì khác thường? Tại sao nhà họ Ngụy có thể làm giàu chỉ bằng một cái spa như vậy? Hơn 20 năm trước, nhà họ Ngụy chỉ là một gia tộc bé nhỏ, còn spa Hoàng Hà hình như tên là nhà tắm Hoàng Hà. Sau này không biết chủ nhà họ Ngụy là Ngụy Thành Châu kiếm đâu ra hai cô gái người nước ngoài, cực kỳ xinh đẹp, còn là chị em sinh đôi. Rất nhiều ông lớn của Giang Hải yêu thích hai người bọn họ, đều chủ động tạo dựng quan hệ với Ngụy Thành Châu. Cũng từ ngày đó, nhà họ Ngụy bắt đầu phát triển. Sau khi nếm được ngon ngọt, Ngụy Thành Châu bắt đầu vơ vét người đẹp ở khắp nơi, hơn nữa đều là loại non nớt. Tới ngày hôm nay, Spa Hoàng Hà đã trở thành nơi giải trí bí mật yêu thích nhất của các ông lớn. Rất nhiều cuộc mua bán đều được thực hiện ở đây. Hiện giờ Spa Hoàng Hà trông có vẻ không khác gì các spa bình thường. Nhưng kỳ thực tầng cao nhất của nơi này có rất nhiều người đẹp cực phẩm. Vương Cường thành thật kể hết những gì mình biết cho Dương Thanh. Ánh mắt Dương Thanh trở nên lạnh lẽo, không ngờ một gia tộc nhỏ bé cũng dám kinh doanh loại hình dơ bẩn này. Chẳng lẽ không có ai quản chỗ này sao? Dương Thanh hỏi. Vương Cường lắc đầu, anh nghĩ xem, bây giờ nhà họ Ngụy đang là một trong những gia tộc lớn nhất Giang Hải. Ông chủ của Spa Hoàng Hà cũng chỉ là con rối của bọn họ. Cho dù thực sự xảy ra chuyện thì đã sao, cùng lắm lại tìm một con rối khác đến thay thế là được. Hơn nữa, nhà họ Ngụy không còn nhỏ bé như trước nữa. Bây giờ kinh doanh bất động sản mới là lĩnh vực hoạt động chính của bọn họ. Mặc dù Spa Hoàng Hà rất quan trọng nhưng kể cả có bị hủy cũng khó dao động gốc rễ của bọn họ. Dứt lời, ánh mắt Vương Cường chợt trở nên nghiêm túc. Gã trầm giọng nói, cậu Thanh, chuyện hôm nay tạm thời chưa lộ ra ngoài. Nhưng chẳng mấy chốc sẽ truyền tới tai nhà họ Ngụy, bọn họ không để yên đâu. Tôi còn sợ nhà họ Ngụy sẽ để yên đấy. Trong mắt Dương Thanh xẹt qua tia tàn nhẫn, nhiệt độ trong xe cũng đột nhiên giảm xuống. Nhà họ Ngụy có thể không ngừng bổ sung người đẹp chất lượng cao, chắc chắn rất nhiều người đã bị ép tới đó. Chuyện này đã chạm vào giới hạn cuối cùng của anh. Dương Thanh gọi Vương Cường đi theo chỉ để hỏi chuyện Spa Hoàng Hà. Quần áo của Tần Đại Dũng đã được Vương Cường sai người mua sẵn rồi. Bọn họ lượn ở bên ngoài một vòng, Vương Cường mới đưa Dương Thanh trở lại Spa Hoàng Hà. Người của gã đã ôm một túi quần áo chờ ở cửa. Spa Hoàng Hà giao cho anh quản lý. Vẫn là câu nói đó, tôi không muốn thấy bất kỳ giao dịch kinh doanh cấm nào ở đây nữa.
Dương Thanh nghiêm mặt cảnh cáo, còn nói thêm, anh lưu số điện thoại của tôi lại đi. Sau này có chuyện gì không xử lý được có thể gọi cho tôi. Vương Cường lập tức mừng rỡ. Mặc dù gã đã đi theo Dương Thanh nhưng vẫn chưa có số của anh. Bây giờ anh chủ động cho số, chứng tỏ anh thực sự coi gã là người của mình. Anh đừng đi theo tôi nữa, đi làm chuyện của anh đi. Dương Thanh xách túi quần áo nói với Vương Cường rồi quay người đi vào trong. 20 phút sau, Tần Đại Dũng mặc một bộ Versace bước ra ngoài. Ông ta rất hợp mặc bộ quần áo này. Dù sao cũng là bố của hai người đẹp nổi danh nên đương nhiên ông ta cũng là một người đàn ông rất đẹp trai. Mái tóc dài và bộ râu dày khiến ông ta toát ra vẻ đẹp từng trải. Wow, thì ra bố đẹp trai như vậy. Tần Y ôm tay Tần Đại Dũng, cười nói, sau này con đi ra ngoài với bố có khi sẽ bị tưởng là bạn gái của bố cũng nên. Nói vớ vẩn, không biết lớn nhỏ. Tần Đại Dũng trừng mắt nhìn Tần Y. Tần Y không nói sai đâu, bố đẹp trai lắm đấy, Tần Thanh Tâm cũng cười nói. Bố đã 55 tuổi rồi, thành ông già rồi còn đẹp trai nỗi gì. Tần Đại Dũng híp mắt cười, nhìn Dương Thanh và Tần Thanh Tâm, bây giờ chỉ đợi hai đứa sinh cháu trai cho bố bế nữa thôi. Nghe vậy, Tần Thanh Tâm liền đỏ mặt, lườm bố mình cả giận nói, bố giục con nhỏ Y Y tìm bạn trai đi. Đợi con bé kết hôn sẽ sinh cháu trai cho bố. Bố đang nói chị cơ mà, đừng đẩy sang em, Tần Y vội vàng thoái thác. Cả nhà vui vẻ rời khỏi spa Hoàng Hà. Dương Thanh thấy ấm áp trong lòng, gia đình hạnh phúc như vậy mới là mong ước của anh. Bây giờ Tần Đại Dũng đã hoàn toàn thay đổi, thực sự tiếp nhận đứa con rể này. Nhưng Châu Ngọc Thúy đã được vào ở trong biệt thự sang trọng vẫn không có chuyển biến tốt. E là cho dù anh móc tim ra bà ta cũng sẽ không thèm cảm động. Dương Thanh lái xe tới salon tóc cao cấp. Theo lời khuyên của Tần Y, Tần Đại Dũng cắt tóc kiểu anh cực kỳ có khí chất. Đến cả Dương Thanh cũng không thoát khỏi cô em vợ ác ma, đành phải cắt một bộ tóc ngắn thoải mái, ngược lại rất hợp với anh. Sau khi cắt tóc, cả nhà lại tới trường mầm non Lam Thiên đón Tiêu Tiêu tan học. Cháu nhớ ông ngoại lắm. Lâu rồi Tiêu Tiêu không được gặp ông ngoại, thấy Tần Đại Dũng liền chạy nhào vào lòng ông ta. Tần Đại Dũng hai mắt đỏ hoe ôm chặt Tiêu Tiêu, ngắm nhìn gương mặt quen thuộc này, ông ta rất hối hận vì trước kia không biết trân trọng tình cảm gia đình quý giá này. Khi nhìn thấy ngôi nhà mới cực kỳ xa hoa là dinh thự Vân Phong, Tần Đại Dũng rất kinh ngạc. Hiện giờ ông ta mới nhận ra, cậu con rể bị mình ghét bỏ không hề đơn giản. Châu Ngọc Thúy không gặp Tần Đại Dũng gần một tháng nay, thấy ông ta về cũng chỉ ngẩng đầu nhìn một cái, châm chọc nói, tôi tưởng ông chết dí ở chỗ nào rồi, không ngờ vẫn còn sống. Tần Đại Dũng vốn có rất nhiều lời muốn nói với vợ nhưng lại bị bà ta dội một gáo nước lạnh. Dứt lời, Châu Ngọc Thúy lại nhìn vào TV, thỉnh thoảng phá lên cười. Hơn 9 giờ tối, Tần Đại Dũng gõ cửa phòng Dương Thanh. Sao vậy bố? Dương Thanh mở cửa thấy Tần Đại Dũng đứng đó. Bộ dạng khó xử muốn nói lại thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 7.